Câu à bài một này tao làm rồi. À Ôi vậy. ai vừa xem màn hình ấy để nguyên cái bài một đấy đi. Quá giờ Tao cho em. cậu bài một đấy để nguyên lại bài một đi. Ok. Alo. Ơi. Kinh anh là Đây bài này nha. Tao đang đây. thắc mắc là cô A và cô B ấy. Từ từ. Tao làm bài này rồi tao thắc mắc. Đợi xíu nha tao bỏ lấy bài này ạ. Tức là thế này. Cái phần mà đợi xíu để tôi mở lại cho đây cái FD ấy là bằng V chia lambda nhân cos của theta đúng không? Ok thì câu A nha, câu A thì là Thì đấy phần 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 cái thằng là gì nhỉ, nó bảo là tính tần số sóng mang là tính cái đúng không? Tính là cái F FR đúng không? F bằng FC của FD Ừ, cô A là ấy. FC của FD đúng Ừ. không? Rồi này nha, cô B là FC trừ FD đúng không? Ừ. Nhưng mà câu A là V chia lambda nhân cos theta, câu A là theta bằng 0 độ đúng không? Ừ tao tao nghĩ thế. Thì cos theta sẽ là dương thì là thành FC cộng FD rồi, đúng không? Nhưng mà cô B ấy thì là V trên lambda nhân cos theta, lúc này là theta bằng 180 độ rồi. Thì là V chia lambda nhân cos theta nó sẽ âm, thành ra là FC trừ FD nó là thành kiểu như là cộng ấy. Thành ra là kết quả câu A câu B là giống nhau. Tao cũng không biết là nhưng mà sao lại có cốt nhỉ, bởi vì là tao tao làm ở đây chép của thầy thì cái ý B là ý A là tăng lên, ý B là nó sẽ giảm đi, xong nó lấy 1850 trừ đi 164,44. Không, công thức là nhân với cos theta mà, nhưng cô B là theta bằng 180 độ rồi. Cơ thì nó Mà cộng với cos câu này thầy chữa 180 là rồi bằng ấy. trừ. Từ từ. Câu này thầy chữa rồi mà đáp án nó sát sát nhau à. Đợi xíu nha. Bạn ta nó ghi lại cái bài chữa của thầy ấy. Câu này thầy chữa nha, là câu A ấy. Đợi xíu. À, tao tao chỉ ghi là câu A là FC cộng FD, câu B là FC trừ FD. Tao không ghi Mày ghi rõ là bao nhiêu đúng độ. rồi, tao ừ cũng nghĩ nhưng mà thế. FD của câu A với câu B là khác nhau, câu A là FD dương, câu B là FD âm, thành ra là dương mà trừ âm thì thành là một số thành cộng rồi. Thầy chữa ấy là đâu rồi, thầy chữa đây nhỉ, đây thầy chữa câu A là bao nhiêu, đây sát thịt nhau luôn nha, thầy chữa câu A ấy là được 1850 MHz, còn cô B là 1849,999983 MHz. Thế là câu A câu B bằng nhau là còn Nào gì? sao lại Này thế, mà câu A phải là lấy 1850 cộng với 164,44 chứ, mày phải ờ tính đúng FD rồi. ra chứ. Ừ. À câu trừ. Nhưng mà tôi thắc mắc là có cái cos theta ấy. Tao nghĩ là lấy Ví dụ cos FC. C đúng không? Cos C theta bằng 90 độ rồi, mày nhân là thành là cô nhân cos theta bằng 0 rồi, là thành là cái FR bằng FC luôn rồi. F bằng FC, ừ, câu C là Cos C là FR bằng FC. Nhưng mà cô B ấy, tao không hiểu cô B tại vì là cos theta nó bằng một bằng âm 1. Khoan dở lại cái lý thuyết được không? Cái công thức ấy. À, hoặc là anh em tinh chỉ đây à, công thức này. Cái câu tao nghĩ là sự với FC trừ FD là xong, là xong là. Nhưng mà mày Tao FD là không bằng cái biết gì? làm như FD là bằng V chia lambda nhân cos theta đúng không? vậy. Hình như là chỉ lấy V chia lambda thôi, tao chắc là thế, là bằng 164,44. Nhưng Đây mà có cốt nữa này. công thức slide là nhân cos theta thì ví dụ như là góc 90 độ thì mày lắp công thức V chia lambda làm gì đúng? Bạn ơi cho mình nghĩ một À tí được không? Nhưng mà ở câu A và câu B nhá, từ thì từ là xe di chuyển trực tiếp về phía phát máy phát. Máy phát là signal, à máy phát là MS đúng không? MS. đi cho xuống cái hình đi, nhìn hình dễ hơn hiểu Thì không? nó không, nó câu A và câu B nó không đề cập đến cái hướng hướng đến tín hiệu truyền.
không đề cập đúng không? Có, tức là di chuyển về máy phát, một cái là di chuyển ra xa máy phát. Vuông góc với hướng đến của tín hiệu truyền signal ấy. Di chuyển ra xa mình có thể hiểu là 180 độ đúng không? Ừ, tao cũng nghĩ thế. Ừ, thì thế thì khi mà nhân cốt 180 độ thì mới ra là FC thì FD đúng không? Tức là cái FD ấy, FD của mình á. Thì ở cái IB ấy, thì nếu như theo đúng như của thầy, đáp án của thầy là sẽ bằng FC chữ FD á. Hay là cứ không hiểu là hay là cứ hiểu là FC cộng FD nhỉ? Rồi xong lắp cái đây vào rồi. Hay là mình cứ hiểu là FD nhân cốt đi. Tức là nó là cộng luôn ấy, rồi xong nhân cốt theta được dấu âm hay dương thì mới lại. Chắc là hiểu như thế thì nó đúng hơn. Ok. Bài này không khó đâu. Ta muốn xin ý kiến là mình chữa cái đề được không? Anh bài làm đề không 192 chưa? À 41 đấy. Nhưng mà phải bạn nào khác gọi là đứng ra chủ trì chứ mình mới ố xong lý thuyết mới được xong slide từ chương 1 đến chương 6 mình kiểu chưa làm bài tập nhiều ấy, cho nên là bây giờ nếu như bạn nào biết làm bài tập rồi thì bạn là chủ trì chứ chứ mình bây giờ mình chỉ gọi là đi theo làm bài chương 2 đến chương 6 thôi. Thế bây giờ làm ví dụ bây giờ hay là làm câu 1 của cái đề này đi. Làm câu 1 của đề 2019-2 này. Đây à? Đâu? Đây à? Đây đúng không? Ừ. Đấy. Đấy. Đúng rồi, làm câu này là xong. Nên tao nghĩ là có lượng bài tập nó chưa. Hả? Được. Bây giờ làm câu này đi rồi xong tầm bao nhiêu phút nhỉ? Cho 20 phút nhỉ? Làm sao đáp án? Thôi cùng làm luôn. Thôi cùng làm luôn đi. Thôi bây giờ mình cần các bạn lên tiếng thôi chứ mình cũng chưa biết chưa ôn bài tập bởi mai thi môn siêu cơ tần nữa cho nên là kiểu cũng chưa đào sâu. Ừ. Còn tối nay là cũng chỉ sơ sài thôi, tối mai nữa mà. Gọi là đảo qua xem nó sẽ gồm những phần gì. Bài tập thì tôi thấy là ở chương 2 đến chương 4 là nhiều. Kiểu như là ơ lang rồi là bắt chấm các kiểu tập trung vào xeo các thứ nữa thì đang cố gắng là tập trung vào mấy cái bài ở trong slide với là mấy cái assignment của thầy mình làm không biết là còn lưu ảnh được không hay là vứt đi đâu rồi chả nhớ nữa. Rồi còn mấy cái assignment nữa. À, để gì đây Linh ơi? Alo. Đề 2019-2 ấy. 2019-2. Không. Không. Tồi mình nhỉ. Ê tồi ơi, cái đề 2019-2 là cái đề mà một thành phố có diện tích 1.300 km². Đâu? Coi thế gửi. Có phải ra ở ngoài ấy. Là bắt được cái đấy là của phần cell ấy. Ơi mà phần cell không? Trên này à? Bên nào bạn? Nếu phần cell lúc nó đây á. Tìm nào chứ? Có ghi rõ luôn ấy, 2019-2. Đây đúng không? Cái của Đạt gửi ấy, Đạt gửi có đáp án luôn ấy. Thế à? Đây đúng không? Ừ. Cái đêm 1 đấy. À,
2019, 2021 đều được. Đấy, 2019 là cái đêm 1 đấy, đây này. Rồi làm cái đề đấy. Thật sự luôn ấy, chưa ôn cái gì cả, mới đọc slide xong. Máy sẽ ơi phỏ, có gì chậm chậm hoặc thông cảm. Thoải mái bạn ơi, tự tin lên. Chúng tôi tin bạn. Cố lên các bạn ơi. Nếu mà người khác không tin bạn, tôi sẽ tin bạn, thoải mái đi bạn. Không, tao không nói chuyện tự tin nữa, tao nói chuyện máy phỏ thôi. Đấy bạn cứ ngại quá, kiếm hẹn, chậm cũng được. Câu 1 đây đúng không? Một thành phố đúng không? Ừ đúng rồi. Chỉ lên 2 đi. Theo bản tính. Là gì? Thành phố diện tích 1.300 km vuông. Hệ số plus 7. Cell bán kính cell bán kính là R bằng 4 km. Hệ thống ở băng tần B bằng 40 MHz. Cũng có biểu song công. Với băng thông mỗi kênh. Chưa ôn mấy cái song công bán song công. Chết rồi. Tí nữa xem. Đấy, từ từ. Các máy đi làm. Giả sử hệ thống có tổn thất ở làng B. Còn nó còn viết cách viết tắt của các chữ cái. Mình đọc dài không hiểu. GS thì như chất lượng dịch vụ. Không chất lượng. Đúng rồi, chất lượng. Có được server hay gì? Số lượng sale trong vùng dịch vụ. Số lượng sale hình như là hai cái B chia nhau đúng không? Không. Đúng không? Đúng không? Không. Số lượng xe trong cái bài này giống bài chấp bài chương 3 đúng không? 3.2 số lượng xe thì phải bằng cái diện tích của cả kia chia cho diện tích một xe chứ không biết để xem lại thôi. Bây giờ mình tính diện tích của một xe xong mình lấy cái diện tích ban đầu và mình chia cho diện tích một xe thì đưa ra số lượng xe. Đầu tiên chắc tính diện tích của một cell. Chờ đưa tôi xem lại. Câu này giống tổng số lượng cell. Chắc tao nghĩ là giống như Sơn nói, có phải Sơn không ta? Nghe giọng thôi, tôi không biết ai cả. Cái cell là hình gì ta? Hình 6 cạnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 cạnh đúng không? Diện tích tính như nào ta? Diện tích là 3 căn 3 phần 4 này rồi. Hình như là 3 căn 3 R bình trên 2 ạ.
2 trên 4 thì nó không nhiều lắm. Rồi, đấy, đa căn đa rồi. Là mình trên trên 2. Phân tích hình ung sát. Linh em khi nào Linh thi tiếp? À, lục giác. Ơi. Lục giác mà. Lục xin lỗi nhầm. Lục giác bạn ở. Ba cái slide. Trang 128. 128. Trường 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 3 đúng không? Không biết nữa, slide full đi. Chắc là trường 3, trường 3 thì xem. Trường 3 đấy. Chắc chắn là trường 3. Đúng rồi, vừa tính xong là 3 căn 3 rồi bình trên 2 nhá. Nó là gì diện? Diện tích của một cell ấy. Diện tích một cell là 3 căn 3 rồi bình trên 2. Đây đúng không? 3 căn 3 S bình trên 2 đây đúng không? Ừ đúng rồi. Một cạnh. Để cho là bán kính. R bằng 4 thì là đáp án bao nhiêu? Để cho là bán kính, khoan một từ, để cho là bán kính. 3 nhân 4 bình trên 2. Ở đường 2 tư căn 3 đúng không? Để cho bán kính mà. Bán kính với cạnh nó khác gì nhau đâu bạn, nó là hình lục giác đều mà. Lục giác đều là cạnh bằng bán kính à? Ừ. Thì có phải là nó chia thành 6 tam giác, mỗi tam giác hoặc là tam giác đều không? À đúng rồi. À đúng. Nhân 2 chứ nhỉ? Không. Bán kính mình tưởng là ok đúng rồi đấy. Không, bán kính nó cũng chính là cạnh thôi. Cạnh bằng nhau. Bây giờ là số xe nó một vùng. Đây làm tròn như nào nhỉ? Tính ra được lẻ. Làm tròn xuống thế nào ấy nhỉ? Hay là lấy phần nguyên nhỉ? Tôi ghi thế lâu đó, mày cứ ghi trong vở cho xong. Tôi ghi lại cho mọi người xem mà. Mọi người ghi ngay trong vở luôn, cái mắt thời gian. Cái này các bạn bao nhiêu ấy? Draw trên đấy thôi. Câu hỏi được bao nhiêu? 31. 31 đúng không? Hình như là lấy phần nguyên. Làm tròn xuống đúng không? Ừ, hình như lấy phần nguyên đấy. Tao lấy 31 đúng không nhỉ? Ừ. Được 31,27 lấy 31 đúng không? Chắc đúng rồi, 31,27. Đấy, mọi người bấm máy đi rồi khảo đáp án. 31. Ừ. Ở cung B, số kênh trên mỗi cell, à thì là cell thì có công thức trong vở thầy. Ừ. Lấy cái băng tần đấy chia cho cái gì nhỉ? Cho cái băng thông của mỗi kênh thì là biết được. Nhưng mà hình như xong câu là phải nhân 2 nữa thì phải. Không. Có. Nếu như nó bảo là nếu như để nó bảo là sử dụng hai cái kênh đơn thì mới gọi là mình nhân 2 nhỉ? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đúng. Nếu như nó cho đơn thì mà không, nó tính là không cho thì là mình vẫn dùng thế thôi, tao không biết nữa. Đúng rồi. Tức là có một cái ví dụ thầy ghi trong sách ấy, nó bảo là sử dụng hai cái simplex channel để cung cấp cho full duplex. Gì đấy? Đúng rồi, còn đâu cái này nó cho luôn xong công ấy. Ờ đúng rồi, luôn thôi. Còn xong công, ok. Vâng, thì là dùng ngay luôn. Đấy là mới được. Đấy là mới tổng số kênh trong một cái cụm. Tổng số kênh trong một cell thì phải chia cho số cái gì nhỉ? Chia n đó. Gọi là hệ số kênh, số kênh trong mỗi cell là lấy đầu tiên là tổng số kênh trong mỗi cụm đã, mỗi cluster ấy, tổng số kênh trong một cụm tổng số kênh trong một cụm là lấy
lấy cái băng tần chia cho 60 à? 40m chia 60k. 40m HZ chia cho 60 KHZ. Ừ, đúng rồi. Tổng số kênh. Tại sao bạn lại bị thế vậy? Bởi vì nó có cái nó quá ngại nó phải à, 40m chia 60k được bao nhiêu đấy? Tưởng số kênh trong một cụm là 7 luôn. 7 à? Đâu? Đó. Thì đấy, 666. Không. Sao lẻ nhỉ? 40 nhân 14. Mình nghĩ là cứ để nguyên theo tí nó chưa 7 xong mình lấy làm trò sau ấy nhỉ? Thì được 2.000 phần 3. Tổng số kênh trong mỗi cell lấy kết quả vừa cho à? Đúng không? Kết quả vừa cho chia cho N là 7 đúng không? Ừ. Chia 7 là được 95. Số kênh nhiều. Cũng không nhiều lắm. Kênh. Okay. Số cường độ lưu lượng mỗi cell là cường độ lưu lượng là bằng là cường độ cái này à, là cái là A như là A, cái... A là bằng trung bình mỗi người tạo A lưu lượng 0,03. Bây giờ tính A công thức là mọi người thông cảm với mình cũng chưa ôn gì cả nên là thoải mái đi bạn đọc slide thôi. Hình như là mới đọc slide cái này tra bảng ấy hệ thống hình như là tra bảng Erlang ấy Erlang B ấy. Ở cuối chương 2 phần graphic ấy cơ 2.2 ấy. Cái slide thầy mới gửi á. Thầy mới gửi slide nào? Thầy up trên team á. Mới gửi, thầy mới gửi á. Thầy mới đăng hết các cái tài liệu slide lên trên á. Cái phần mà 2.2 ấy đấy. Graphic kìa, graphic engineering đấy đấy. Là phần 3 mà. À, quên. Là 2 không? Dạ, dạ, dạ. Đây đúng không? Đấy. Thì đề cho là gì ta? Đề là cường độ lưu lượng mỗi cell traffic intensity in Erlang. Probability of blocking, 0.02 đúng không? Bốn. Probability of blocking là phải tính mà đúng không? PB đấy. PB tính kiểu gì ta? Là cái GOS á. Sao lại thế này nhỉ? Cường độ lưu lượng. Tao có nghĩ là cái này ấy nhỉ? Cường độ lưu lượng nó là H, nó là A mà. Có ký hiệu là A. Quy tra bảng thôi, cái này là quên tra cái đồ thị đấy. Lưu lượng ở đấy cường độ lưu lượng kìa. GOS là xác suất AB đối với một đề là GOS đúng không? 2%. Cường độ lưu lượng 0.02. Probability of blocking. Thì GOS là
Thế GOS là bằng cái blocking luôn hay là bây giờ phải tính? Ừ, nó cũng chính là cái xác suất bị chặn đấy. À, ok. Đọc lại xem. Hình như thế thì phải. Còn những cái bài... À, là tổng số xác suất lưu lượng nghẽn đối với một kênh xác định số bị mặt trên của bạn. Ừ, chắc là vậy đấy. Em cái ví dụ. À, ừ đúng rồi, QoS được xác suất xác lượng dịch vụ QoS được biểu diễn qua khái niệm xác suất bị chặn blocking PB bằng A C B P bằng A traffic intensity number channel. GOS bằng 0,09. Ừ đúng rồi đấy. Ừ. GOS bằng 0,09 thì tức là cái bài này mình sẽ là tra 0,03 à, 0,02. Với lại cái C trên đầu, cái C trên đầu của bài của mình là 95 á. Bây giờ tra bảng để ấy ra. Tra cái tra theo cái đường vòng vòng á. Tức là cái đường đen đen ấy, mình gióng từ cái số kênh ấy, mình kéo thẳng xuống đến cái chỗ mà nó cắt tại cái sắp xuất bị chặn ấy, xem nó cắt đoạn nào xong mình gióng thẳng nó xuống, thì ở đấy nó chính là cái lưu lượng, cường độ lưu lượng. Tức là ở đây là 0,02 đúng không? Tra 0,02 này, gióng này. Chắc chắn đấy là thì number of channel, number of trunk channel C C lại tính được bao nhiêu ta? 95. Bao nhiêu? 95. Năm đâu ta? Số lượng kênh trên cell ấy gì? Cả 95. Không có mã nốt đâu. Thôi là tao bị đơ rồi, thử bình tĩnh. Tao nghĩ là 7, nếu mà 95 thì thấy nó không hơi lạ. Cái 7 nó chỉ là kích thước của một cluster thôi mà. Còn kia là số lượng kênh đúng không? Ừ, số lượng kênh. Là 95. Ừ, thì là 95. À, đó là lấy đây. Lấy giữa của 90 100 ngày xong rồi gióng xuống, xong rồi gióng đến chỗ tầm đi cắt cái đoạn 0,02 ngày đấy, xong rồi gióng thẳng từ trên gióng xuống dưới. Tầm 99 à? Không biết, cái này vì dùng thước đo tỷ lệ vậy. Thôi tao tầm khoảng 90 99. À, giờ tao đếm là 10 20 30 40. Không đâu, cái này nhìn nó ấy mà, đếm sao đâu, cái này hình như à đâu, nó có tỷ lệ đẹp đấy. Nó có cái ô to này, xong rồi ô nhỏ hơn này, xong rồi ô nhỏ hơn nữa, tức là nó chia đôi sao này. Giống là gì hay gì mọi người. Mà... giống là giờ. Giờ đúng không? Ừ. Gióng thì thánh gióng thôi, gióng là thanh lịch, gióng. À. Gióng hàng, bạn kiếm gióng hàng ấy. Tao là cái sắc Việt nên tao phải chuẩn chỉ cái này không tao chết. Gióng, gióng tre này, động từ là nó thẳng hàng, là gì? Gì đâu, nó phải ghi giờ mà. Bao nhiêu? Giờ chứ, giờ sao lại gì? Từ mình nghĩ là thêm họ nói cái gì, gióng hay là gióng? Giờ. Chỉ có thanh gióng thôi bạn ạ. Má. Cái thứ đó nó nhau tầm chắc là tầm 9 mấy nhỉ? 95 gì đấy, tao nghĩ 95, 99. Cái bảng này sao mà nó... không, cái bảng nó chỉ có một vài cái đặc biệt thôi. Này nha, bây giờ từ 10 đến 100 nha, nó chia cái đoạn đấy. Nó thôi gióng đi. Trời, 10.
50, 60, 70, 80, 90. Không hiểu luôn, từ 10 tới 100. Không hiểu gì. Thôi, cứ biết hiểu, hiểu cách giảng là được rồi. Như là mỗi cái chia đấy chỉ là đơn vị thôi mà, đơn kiểu là cường độ như lượng kem mỗi cell. Tầm khoảng 84, 85 gì đấy. Lại tám mấy nhỉ? Ừ, đúng rồi. Bạn 30, 40. Đấy nhá, mình từ để mình xem này. À, bạn biết gióng rồi đúng không? Ừ, biết cách gióng rồi nhưng mà tôi không biết chia tỷ lệ như nào để... À, đúng rồi, chắc tám mấy đấy. Ừ, tám mấy mà. Dùng thước đo đi. Chia tỷ lệ. Chắc là tầm 8 mấy. Ừ, 84, 85 ấy. Mình, nếu như mình đo không nhầm nó tầm khoảng 85. Dẫn cách gióng đi. Cái phần này mình vẫn chưa hiểu lắm. Alo, anh hướng dẫn cách gióng đi, mình chưa hiểu cái phần gióng này lắm. Ông nào xem màn hình có pen ấy, xong rồi vẽ ra được mà. Đây. Các bạn hiểu. Đây nè, GOS là bằng bao nhiêu ta? 0.2. 0.2 rồi, nãy tính nó được 95 rồi. 0.2 này. 0.02. 0.02 nhưng sao lại 0.05 to? Ừ, nhầm 0.02. Ừ, 0.02 gió hàng ngang này. Sau rồi là 95 là ở chỗ này này. N number cell này, number trong cell là C bằng 95 thì gióng xuống theo cái hàng ngang này, ở đây cái đường cong nhá. Thì chúng ta được ở cái điểm này. Đúng rồi, giữa cái điểm đấy thì mình gióng thẳng nhá. Cái đoạn đấy là mình gióng thẳng xuống. Được chỗ này. Nói chung nếu đi thi hợp lý quá thì tôi sẽ ghi được tầm từ 90%. Không, bên kia chứ nhỉ? Tôi sẽ ghi là sản trị cơ lang là từ 90 đến 100. Hoặc là mình ghi cách gióng hàng các kiểu chắc là cũng sẽ có điểm. Không có hàm à? Không cần chính xác đâu. Gần gần như lần trước mình nhớ là thầy gì anh Quang là thầy có một cái bảng ơ lang C và ơ lang B mà đúng không? Có, nhưng mà nó dài lắm. Không phải cần nhìn bảng này đâu để xem nào. Ở trên mạng có ấy, Trần nhấn chữ bảng ơ lang B nó ra đấy mà. Đây này. Đấy, ra một đống mà. Nhìn lòi mắt. Đầu tiên kìa to. Cái đầu tiên. Thôi mình khuyên là lên đo thì hơn chứ nhìn này thôi nó còn mệt hơn. Một nghìn trang. GS là bao nhiêu? 0.02 đúng không? Số cây là 95. 49. 95 này, 95 là bao nhiêu? Đây, 83.13. Ở đấy, tầm khoảng... Hả? Được. Tôi chưa nghe. À, thật ra cái bảng này. 95 này, 83.13 đây. Ok, tôi gửi cái link này luôn cho. Ui, trên mạng thiếu gì đâu. Ê, thế biết in cái này ra cho nhanh. Nhưng mà 21 trang đấy. Đúng không? Ừ. 21 trang cũng được. Thêm 1 trang thôi. Mày in gộp là ai đó, in một tờ là bao nhiêu? In một tờ là được 8 cái in một tờ được 8 cái bảng rồi, một trang là 4 cái bảng. Một tờ được 8 cái bảng. Ok, tiếp. Mọi người xong chưa ạ? Chúng mình sẽ chuyển sang câu tiếp. Nhưng mà in đến tầm 200 mấy cây là được rồi. Ê, ai in cái này đi. Em mai có ai đến sớm mình cái này đi. À, ngày kia nhỉ? Không ý này. 83.13 nữa. Chào bạn.
là D. Câu D là lưu lượng tối đa trong hệ thống. Lưu lượng tối đa trong hệ thống là A. Tầm 3 đơn vị là Erlang đúng không? Ừ, Erlang. Okay. ERL sao? À, Erlang có S nhé mọi người. Lưu lượng tối đa hệ thống là A đúng không? Là A max à? Không phải không? Lưu lượng tối đa của hệ thống maximum carry traffic đó là chân ba. Làm câu này chưa? Bạn nào làm câu này chưa? Chưa làm. Nhớ trong slide cũng không có cái tham số này đúng không ta? Tôi thấy cái AC nó ghi là theo the traffic thì chắc là max của AC. Lưu lượng tối đa trong hệ thống maximum carrier. Ta mạng xem ấy. Đây, hay lắm. Solution assignment 1. Sai này. Maximum. AC max thì bằng A đúng không? Thì bây giờ nó hỏi là cái lưu lượng tối đa trong hệ thống, mà lưu lượng đây của mình sẽ lấy tổng số cell mà nhân với lại A luôn. À, hiểu rồi đó. Rồi để nghiên cứu đó. Maximum number of users. Maximum solution number. A là total channel. Alo. Ê, tôi nghĩ là chắc là tính cái bình thường thôi, không cần phải ấy đâu, tức là A nhân với cả 1 trừ PB thôi. Hết. Hả? A nhân với cả 1 trừ PB thôi. Trong cái bài giảng này. Từ. Có lại PB ở đâu ra? Download đâu ta? Em cứ nghĩ là lấy cái trong hệ thống à. Tôi nghĩ là theo kiểu như cái bạn chỉ lấy cái A nhân với N ấy. A nhân 1 trừ PB. PB là cái GOS ấy. Ủa? Tại PDF là sao tập bằng quốc? Máy lưu lượng mình tính, cường độ lưu lượng trên một cell mình tính ở cái câu C ấy, nó chỉ là trong một cell thôi nhá. Còn bây giờ nó hỏi là trong hệ thống, mà hệ thống của nó gồm 31 cell cơ, thì có phải mình mắc nó mình sẽ lấy số cell nhân với lại cái cường độ lưu lượng ở câu C không? Lưu lượng tối đa hệ thống, ừ, hệ thống. Tức là nhân số cell. Tức là ở cái câu C ấy, mình đang tính cường độ lưu lượng mỗi cell mà. Đúng không? Ờ, à, ừ, đúng.
nó thì có phải câu D nó dựa vào câu C đúng không? Khoan từ từ. Thì một hệ thống nó gồm 31 cell á. Có đáp án vấn đề này. Rồi, tôi hiểu ý bạn. Determine the maximum carry traffic. Xác định maximum carry traffic. Cái này giống với cái ấy đúng không? Maximum carry traffic. Thả là cái câu của thầy cũng vậy. Đây. À, từ từ. Ừ, đúng rồi. Maximum carry traffic. Solution, no of cell, total voice, offer traffic, please, 0.04. Trung bình mỗi người tạo ra 0.03 ERLAN, 0.03 luôn đúng không? Block, probability, total voice, channel per cell. Là tổng số kênh trên một cell ấy. Đấy, lúc này mình tính được 95 đúng không? Đó. Cái file này ở đâu ấy Tùng? Tao mới tải về. Lướt xuống, lướt xuống. Carry traffic per cell này nó cũng chỉ tính là A nhân 1 chữ B thôi. Thì có nghĩa là cái này chắc là maximum rồi đấy. A nhân 1 chữ B, hết rồi. Cái này nó là trên một cell. Ừ, per cell, ừ, chắc là mình sẽ nhân với cả số lượng cell nữa. Tổng số lượng cell. Vẫn nhân với 1 trừ cái PP à? A nhân 1 trừ PP. PP tức là cái GOS đúng không? PP là cái 0.01 đấy đúng không? À 0.03. Không, 0.02. PP là GOS. Ừ, là 0.02. Mà A là bằng bao nhiêu ta? Traffic support by on cell. A là bằng tính A đi. A công thức là gì ta? A là cái mình tính ở phần C á. Cường độ lưu lượng à, ừ ok. Cường độ lưu lượng mỗi cell là 81.13 ERLAN. Ừ ok. 81.13 nhân với 1 trừ cho 0.02 là ra cái carrier traffic per cell mỗi cell, còn cả tất cả là sẽ nhân với cả là số lượng cell nữa đúng không? Ừ. Em tìm xem có cái chỗ nào. Con này giống này, 84 cell này. Hơi giống. Tìm nhá. Alo mọi người đâu rồi? Em thì tóm lại là như nào? Có thì... phải nhân với cái số cell không? Nghĩa là có, bởi vì cái này có trong chứ.
có nó không phải là trong hệ thống đấy, nhưng mà vẫn phải nhân với cái 1 trừ cái GOS à? Ừ, tôi đoán vậy bởi vì cái bài này nó giải như thế mà. Bài này từ từ đọc lại cái này, nó bảo tính cái gì đấy tôi nhỉ? Ở cái bài tiếng Anh này nhá, là determine the maximum carry traffic per cell. Đấy. Cái này cũng là maximum carry traffic, nhưng mà ở cái đề của mình là cả hệ thống thì có nghĩa là mình phải cắt cả cell lại. Tức là hệ thống mình 31 cell. Ừ. Đấy thì cái này là nó sẽ là bằng AA nhân với cả 1 chữ BB. Carry traffic per cell. Đấy, thì xin ra mình phải nhân cả số lượng cell nữa. Lượng tối đa mỗi cell là 81,4674 Erlang. Đấy, thì mình sẽ suy ra được là lưu lượng tối đa của hệ thống. Đợi xíu nha. Bằng là 81,47 nhân với cả là số lượng cell là số cell bao nhiêu? Đây bằng bao nhiêu? Chỗ đấy là 31,27 nhá. Má đi một đi làm một câu, làm sai một câu đi. Ơi. Sao mà câu đi một giọng luôn đấy. Chết mất. Không, 31,27 thì có nên thành kiểu 32 cell không? Bởi vì nó sẽ kiểu 31 cell thì nó sẽ không đủ cái S đấy. 31,27 đúng không? Ờ, thì nếu mà giờ mà phải ấy số cell thì nó sẽ phải lên 32 chứ đúng không? Kiểu là phát lên ra làm tròn lên lên xuống. Làm tròn bình thường thì sẽ làm tròn xuống ở trong trường hợp này, nhưng mà kiểu nếu mà chỉ 31 cell thôi thì nó sẽ không đủ, nó không phủ hết được cái diện tích đấy. Ừ, chắc là phải. Thà là cái này thì phải thừa hơn thiếu. Ừ, cũng hợp lý nhỉ. Để cung cấp hết hết đúng không? Ờ đúng rồi, không thì sẽ không không đủ hết diện tích. Có thể thế. Cái này 32 cell à? Ừ, chắc thế ạ. Làm tròn lên. Ừ, hợp lý. Sơn hỏi ý kiến gì không Sơn? Cái này không rõ. Cứ tạm thế đã, rồi mai còn ngày mai nữa. Không. Còn ngày mai. Phân tích bây giờ luôn, ngày mai thì quên mất đấy. Không quên đâu. Mà lại con đọc trong sách cũng không có đề cập cái này. Thôi chắc là vậy đấy. Thử thì bây giờ tôi nghĩ là làm tròn lên. Để tìm xem tài liệu nữa. Xem. Ê, thử xem câu trước nó có xem nó xem. Tối em mở lại cái. Mở cái nào? Bài chữa lúc nãy của người ta ấy, tiếng Anh ấy. Để xem một bài nữa. Bài chữa tiếng Anh là bài chữa tiếng Anh. Đây nhá, bài chữa tiếng Anh này là đề của A. The maximum carry traffic per cell, đúng không? The maximum carry traffic. Đấy. Thì nó tính A là bằng đây này, carry traffic per cell. Tao hiểu rồi. Tôi đang bảo là có cái kiểu mà giống như bài này không, tức là kiểu mà có diện tích kiểu này nó chia ra xem làm tròn lên hay làm xuống này. Có diện tích ở xem có diện tích không? Cái file này có diện tích không nhá? Diện tích. Mini subscriber would be xem nào. Khoảng này chắc sau gửi bạn gửi luôn tôi xem cái file tiếng Anh này bạn. Cái này nó làm tròn luôn. Rất là cáu nha. Maximum number user per cell 15.158,2 mắt dậy làm tròn xuống. Mắt dậy làm tròn xuống. Cái này 13.1003 này. Ủa, cái bài này giống luôn đấy. Ồ. Tao cười tao ỉa. Thầy lấy bài đây này. Lấy bài này luôn. 31 đúng rồi, hay lắm. Là 31 xuống. Rồi sao? Em thật đấy, thầy lấy bài đây này.
95 nè, đúng. Cái pha này ở đâu ấy nhở? Hả? Pha này ở đâu á? Tôi lúc nãy tôi tìm cái từ khóa này này. Tìm rồi. Mạng cái câu này tôi tìm từ khóa này, tôi vào cái trang đầu tiên luôn này, gửi cho mọi người đó nhá. Đây, đỡ phải chữa. Ụt cười quá. Thầy lười ra đây. Ôi, sao lại 31 treo nhở? Đúng rồi. Thì cái diện tích nó chỉ có như thế thì bạn định đắp thừa ra diện tích à? Kiểu nếu mà chỉ 31 cell thì nó sẽ không phủ đủ cái diện tích ấy. Tư duy của tao như Long ấy, kiểu không đủ ấy, thừa thừa thiếu, giết nhầm hơn bỏ sót. Đúng rồi. Bạn định ăn thôi. Thôi theo đáp án thôi. Thôi có đáp án thì cứ theo đáp án thôi. Hay lắm, cười hiểu. Xem nãy thử đúng không? À, nãy giờ tao cứ tìm cái số cell đấy, tao cứ nghĩ số cell là 7, không nghĩ là 95. Đâu, cái 7 nó chỉ là kích thước của một cluster thôi. Một cụm nè. Tức là số cụm. Ừ, đúng rồi đấy, đây này. Ừ. Cái code D đúng rồi đấy, mình làm đúng rồi đấy. Sao rồi hả? Bài bao nhiêu đây nhỉ? Bài... đúng rồi. Bài nó không có đề, nó không có à đây rồi cuối gần cuối có 1330 ấy, 300 thôi, mình cứ làm cái sky này kiểu gì thấy ra trong này. Đùa đấy, ngày mai kiểu thấy ra trong này cho mình xem. Đúng rồi, kiểu năm nay ra một câu này, sang năm ra câu khác, anh em cứ làm hết cái đề này. Đùa đấy. Cô đã hiểu bản chất mình đi thi à, mày chính hỏi câu ấy không là tao không lướt xuống làm gì đâu. Đấy, giỏi. Tao lướt xuống làm gì đó. Bây giờ giả sử mọi người không biết cô làm cô D nhá, không phải làm cô E nhá, nghĩ đi, bây giờ nghĩ cô E đi, giả sử cô biết làm nhá, tôi còn chưa biết làm đâu. Tính số người dùng được phục vụ, number user. Thật đấy, cái đề in hệt luôn ấy thầy, kiểu gì in ra thầy cũng phải đổi số nhỉ. Thầy còn trả thêm đổi số. Thấu hiệu quá. Lười ra đề. Thì dùng chương mấy mọi người? Cô E là gì? Tổng số người dùng có thể phục vụ với đấy người dùng đó, người dùng user đó. Đây chương 3.1. Tôi đang cho biết người dùng ở chỗ nào không? Số người dùng á? Ừ. Số người dùng ở đây thì mình có cái gì rồi? Thứ nhất là nó cho cái ơ lăng trung bình của một người thì nó là 0.03 đúng không? Ừ. Thì mình biết được tổng gọi là tổng gì nhỉ? Tổng ơ lăng của một cell. À ừ, nhân 31 xong ấy. Ừ, chia đi thêm nhân 31. Ok. Đấy thì đúng như cái giải nó giải chỉ thế là gì nữa. Mình mỗi người dùng tạo ra lưu lượng lần này. Thôi mình cứ ghi lại. Mình ghi lại đi cho dễ hiểu, cho hiểu.
nha. Đầu tiên tổng số người dùng của Lyft phục vụ thì đầu tiên chúng ta dùng cho tổng số người dùng trong một xe. Ừ, tổng số người dùng trong một xe. Đây, tổng số người dùng trong một xe. Một xe thì chúng ta sẽ lấy câu trên là 83,13. Đúng không? Ừ. 83,13 là câu C. Số lượng kênh cho na để cho là gì? Là lưu lượng 0,03 lang. Lưu lượng mỗi người. Nhưng mà sao không phải là lấy cái, không phải trừ đi cái câu OS nhỉ? Cái GOS nó chỉ là cái ấy mà mình tính ở bên trên, nó là tính là carrier traffic, còn đây nó là tính tổng cả một hệ thống nhá. Hệ thống nó chính là A cái lưu lượng á. Em ta chưa hiểu lắm ấy, mày nói lại được không? Tức là trong một hệ thống thì nó sẽ có ba cái A ấy, tức là một cái tổng A. Cái A nó sẽ gồm cái A AC như lúc bữa mình tính, nó sẽ có bằng A nhân với 1 trừ đi GOS đấy, đúng không? Cái này một cái AB đấy. Thì ở đây nó đang tính ở cái phần D, tức nó đang tính cái AC. Còn ở phần dưới là mình tính tổng số người dùng. Thì tức là mình sẽ phải dùng cái A tổng ấy. Cái A không á. Ừ. A tổng lưu lượng để cần được xử lý. Ok. Hiểu rồi. Mà đề nó viết là với cái GOS bằng không bằng 2% phải làm gì? Để tao suy nghĩ xem nào. Thôi. Cường độ lưu lượng khác thì lưu lượng tối đa hay là như nhau. Traffic is density of carry traffic. Cái AC là cường độ lưu lượng thực tế được xử lý. Còn cái A0 là tổng lưu lượng đến cần được xử lý. Mà tổng số người có thể được phục vụ. Phải cứ theo giải vậy. Giải.
này đi một đường sao mà có đi xa một ly đi một dặm sợ sợ lại cả. Service area. Gì ở đây? Sau giải có chia thêm cả cái 0,03 đấy, hình như là cái trung bình mỗi người tạo ra, người dùng tạo ra lưu lượng 0,03 thì lấy cái tổng chia cho cái 0,03 thì sẽ ra tổng số người. Ừ thì lấy tổng mà chia cho mỗi người ấy thì nó sẽ ra làm gì nữa, hiểu không? Ờ đúng rồi đúng rồi. Đấy, đây là mỗi một cell thì nó tương đối người, thì bây giờ nó có 31 cell thì bạn nhân nên nó sẽ ra tổng số người. Loạn. Để có em thì nó sẽ không giải đâu mọi người. Để có em không có giải. Này nha. Cường độ lưu lượng mỗi cell nó khác với lưu lượng tối đa trên một cell. Vẫn đang ý e đấy ạ. Thì em xong rồi. Em sang cái F đi. Ở đây em số mobile một kênh. Số mobile trên một kênh. Hình như cái này không có dung giải đâu. Có mà, the number of mobile per unique channel này. Ờ, quên. Total number. Hả? The number of user chia cho. Tức là tổng số lượng người dùng trên cho. Tổng số kênh. Ờ, số kênh. Độc lập. Tổng số kênh độc lập. Ừ, bằng cho. Thì là. Số người dùng. Chia cho. Tổng số kênh độc lập. Tổng số kênh trên mỗi cell. Ô, đang nghĩ là tổng số kênh mà nhỉ? Thì có 95 bao nhiêu kênh? 95 kênh, số kênh trên mỗi cell mà có 7 cell đúng không? À, tổng là 95 kênh chứ. Nhưng sao viên này chưa 7 á? 95 kênh là trên một cell. Mà đây nó ghi là kênh độc nhất á, à kênh độc lập, nó kênh độc lập là kênh như thế nào? Mỗi cell tính là một kênh à? Unique channel. Từ từ nha, để đọc lại cái này nè. Số mobile trên mỗi kênh. Tổng số lượng người dùng trên
Nếu mà như theo trong công thức thì cái Uniqlo channel là nó sẽ tính cả những kênh mà sẽ tái tạo, kiểu trong một cái cluster thì có nó chỉ là tổng số kênh trong một cụm. Ờ, chắc thế, tổng số kênh trong một cụm. Ờ. Số kênh trên mỗi cell là chỉ 5 kênh. Nhưng à thế chắc là có 7 cell đúng không? Thôi, phải mỗi cell chỉ 5 kênh thì có 7 cell. 7. So number in each channel. Đâu không phải là 95 nhân 31 nhỉ? Ờ, bắt đầu loạn. Mẹ. Ờ, loạn lắm. Em đọc phía dưới nó bảo cái gì đấy. Cái phía dưới là giải thích cho câu tiếp theo. Giải thích cho câu... the theorem maximum number user could be served. That's on time. Đúng rồi, dùng tối đa mẹ thường có thể có. Chống 1-3 trên mọi kênh. Ôi, loạn. Sao lại nhân 7? Chỗ thì nhân 7, chỗ thì nhân 31, đúng rồi nào. Từ nha. Nó loạn. 77 thì nó chính là một cụm ấy. Còn đâu cái 31 nó là số phim trên một cell rồi thì không nói đúng không? Không, nhưng mà cái à, đâu, cái lưu cell. Lượng hay là cái lưu lượng đấy là của hệ thống. Nhưng mà cái đấy chỉ là một cụm chứ không phải là trên hệ thống. Không, cả một hệ thống của nó bao gồm 31 cell ấy mà. Nhưng mà là nhân 7 kìa. Đó, thế mới đang bảo à. Kia nó ghi là tổng số kênh đúng không? Mà tổng số kênh như đây mình nghĩ là tầm khoảng 95 kênh chứ nhỉ? Ờ. Sao nhân 7 là gì nữa ta? Là em hay là cái kênh nó lặp lại nhỉ? Này. Phải hiểu sâu kênh, kiểu như kênh nó lặp lại thành ra là người ta làm như thế. Kiểu như là ví dụ như mỗi cụm nó đánh, ví dụ mỗi cụm có 7 xe chẳng hạn đúng không, nó đánh số là 1 2 3 4 5 6 7, đến cái cụm khác nó cũng đánh số là 1 2 3 4 5 6 7. Sao nó nghĩa là nó trừ khả năng bị trùng ấy. Hoặc là nhắn tin hỏi thầy. Tao không tin tưởng cái
độ phản hồi. À đúng rồi, nhắn tin hỏi thầy anh Quang đảm bảo thầy đấy, à, nhưng mà không biết được. Ừ, điện thoại cô thắng thầy ấy. Tao không tin tưởng cái độ phản hồi của thầy đâu, bởi vì tao không tao thầy, thầy anh Quang thầy xem. Thầy anh Quang chắc là rep nhanh đấy, nhưng mà tao hỏi thầy nhiều quá giờ hỏi ngại lắm. Không sao, thầy nhớ mặt. Không ai hỏi thầy anh Quang, anh thầy anh Quang dạy môn đấy mà. Tao hỏi thầy anh Quang nhiều, hỏi mấy cái vớ ba vớ vẩn đấy, giờ ngại quá. Thầy quen bạn hỏi vớ ba vớ vẩn rồi, không ngại nữa đâu bạn. Bạn nên biết là khi nào bảo vệ tốt nghiệp thì có hội đồng mà. Lỡ may chúng thầy anh Quang thì xin lên tích cực. Không. Sinh viên tích cực được cộng lên một điểm. Nhớ cái vụ mà hỏi thầy đi thực tập ấy. Thầy và bảo thầy giới thiệu chỗ, xong bảo là em chuyển chân ngành rồi. Thầy kiểu tôi đau đớn tụi nhẹ. Đông người không phải nhá. Thực tập gì? Thực tập cuối khóa hay thực tập kỹ thuật? Hả? Thực tập cuối khóa hay là thực tập? Thực tập ở công ty. Không phải là thực tập để lấy điểm à? Lấy kinh nghiệm. Thực tập ý là thực tập đúng cái chuyên ngành mình muốn ấy, tức là mày không biết là mày xin thực tập ở đâu. Thì thầy làm với cái mảng kiểu như là, tức là cái mảng mày đang muốn học theo ấy, rồi xong thầy sẽ quen nhiều người, nhiều anh chị hay là nhiều gì đấy làm ở cái chỗ đấy. Thế sao thầy giới thiệu vào thực tập kiểu như thế. Bao giờ bố tao gọi rồi cho giúp. Em xem cái chỗ khác. Ok, làm tiếp đi chứ. Rồi đang nghiên này nhé. Đang bị tắt cái chỗ đấy. Đang bị bố gai. Thế là giờ nhân 7 hay là nhân 31? Nhân 7 đúng không? Theo đáp án. Nhân 7 theo đáp án rồi. Không biết được mà 7, nhưng mà 7 đây nó tính là số ấy chứ nhỉ? Số cụ đúng không? Tôi đề xuất là đi thi in cái file này, in cái tệp này luôn. Tệp này chỉ có mấy câu thôi. Mấy câu nhưng mà đem vào chắc ăn, lỡ mày quên. Thôi, mình làm hết là được. Biết ra vở. Dùng tài liệu mà. Ừ, nhưng mà viết ra, kiểu như mày viết ra ấy, mày sẽ não nó sẽ nhảy nhanh hơn ấy. Cái số. Ừ, kiểu như đọc mấy phát á biết là tao biết câu này ở chỗ nào rồi. Đấy. Não nhảy nhanh hơn. Vậy thì đẩy nhanh mọi người, mình còn rất là nhiều bài tập nữa và rất là nhiều đáp án trắc nghiệm. Hôm nay cái đề lại đánh dấu sao ấy tổ ạ. Câu D nhá. Câu G, số người dùng tối đa mẹ có thể phục vụ cùng một thời điểm. Rồi, bây giờ xem giải luôn. Anh em mọi người biết cái phương pháp học 100 của cái anh gì ra trừ bằng giỏi không? 100 là 1 có nghĩa là mình sẽ xem đề và xem bài giải luôn. Đấy, xem đề và xem bài giải. 0 tiếp theo là 0. 0 thì có nghĩa là mình sẽ đọc đề và không xem giải nữa, mình sẽ tự làm. Đấy, 0 tiếp theo nữa là mình phác họa lại đề và mình tự giải. Đấy. 100. Ok, hiểu rồi. Đấy, có nghĩa là bây giờ mình sẽ đọc đi, mình sẽ đọc cách làm. Đấy, là tiếp theo là mình sẽ chỉ là đọc đề thôi, và lần ba nữa là mình không cần thế mà phải đọc cách làm trước rồi sau đấy. Thì anh ấy chia sẻ như thế. Bằng giỏi rồi là đại loại là kiểu xuất sắc các kiểu được lên báo các kiểu mà. Tao nhớ thế. Lên trang của trường luôn. Ôi, giao dịch. Nhưng mà cách học của chúng ta như thế nào, là học xong để quên đúng không? Tôi thấy tôi xin ai hỏi tao mấy cái đại số của tao thật vô hôm tao còn khoe là tao được A số thống kê cơ, sau nó gửi bài hỏi tao còn chả nhớ cái gì.
Vừa khoe xong mình được A xong kê. Xem là ở tao gửi bài hỏi mày nhá. Không nhớ một cái gì. Ôi con gửi. Số lượng người dùng lý thuyết có thể phục vụ trong một thời điểm bởi hệ thống là bằng số lượng tổng số lượng kênh đạt được ở trong hệ thống sau khi mà cái tần số được sử dụng lại. Không biết tần số sử dụng lại là sao. Số người dùng lý thuyết mà cho nên công thức sẽ bằng 95 nhân 13 31 okay. 95 là gì? 95 là kênh với sale và 31 là thì lấy số kênh trên sale nhân với lại số sale ra đúng không người dùng rồi đi. À đâu nó hỏi là cái gì ấy nhỉ? Nó hỏi là số người dùng tối đa mà hệ thống có thể phục vụ tại một thời điểm. Tao đọc sao tao không hiểu gì cả. Đấy, như nó giải thích ở cái file ấy đây. Và là bằng tổng số kênh đạt được trong hệ thống sau khi tần số được sử dụng lại. Tổng số kênh đạt được trong hệ thống sau khi tần số sử dụng lại. Số kênh trên mỗi xe 95 31 ở đây là số lượng xe. Số kênh trên mỗi xe và số lượng xe nhân lại là sẽ được số kênh tất cả. Ừ, ok. Lên loạn chưa kịp nó số người dùng tối đa maximum number user ở thời điểm là 95 chính bằng tổng số kênh đạt được trong hệ thống sau khi tải xong tần số. Thôi cứ cho là vậy đi. Bây giờ nếu không hiểu mình sẽ thừa nhận như là 1 cộng 1 bằng 2. Ok. 95 nhân 31. Nhưng mà sau làm cái bài này tao vẫn kiểu chưa thực sự tường minh lắm. Nhưng mà cái thứ gì sâu rát thì đây. Hả? Gì cơ? Dưới nó còn viết một đoạn gì nữa này, sâu. À, sâu rát là bài khác đấy. Bài khác. Ok. Rồi. Mọi người muốn nghỉ một xíu không? Nghỉ một xíu rồi mình sẽ làm bài 2. Hay làm luôn. Làm luôn nhá. Làm. Đang phân vân cái chỗ mà cái câu F nhỉ? Không biết là lên lấy 7 hay lấy 31 nhỉ? Câu nào? Nó ghi... Câu mà mobile ấy. Câu F á? Đúng rồi. Ừ. Thì... Bởi vì ở trong đây nó ghi là cái gì? Nó ghi là... tổng số kênh đúng không? Ừ. Mà tổng số kênh sao lại là 7? Thì thắc mắc cho thấy. Tôi nhắn tin hỏi thầy đi, nãy giờ nhắn tin là có khi thầy rep vào đấy. Không biết đâu, tao không tin tưởng thầy chuyên lắm. Thầy chuyên đúng không? À không phải, thầy Vinh, nhầm xin lỗi. Ôi dồi ôi, học cả kỳ quên tên thầy rồi, này. Con Vinh. Hôm nào nhỉ? Hôm nào xem record của môn kiến trúc máy tính học cô Huệ ấy. Bảo gọi lên làm bài bảo. Alo. Ơ đang nghe. Tao đang kể chuyện với hôm là cái thằng nào hỏi như là xem lại. Seven cell use pattern. Ơi có ai nghe thấy mình không? Có. Xem lại 81 747 nhân 31. Sao tổng bộ máy tính nó 25,25 à 25,57 là nó hay là máy tính mình. Câu nào? Y D. B á. D. Đưa được sao? 81,47 nhân 31 này. 81,25 nhân 31. Tao nhớ cái này tao tính tay đấy.
Nhàn ơi. Không. Rồi. Số này 81,47. À không đây ạ. Rồi 81. Ờ. Em đang tên cô Mai. 82,15 mà. 82,15 trong trong cái kia nó ghi là 83,83 à, đúng rồi. Sai mà ghi sai đấy là 81,47. Đáp án nó ghi sai sao? Tao chứ phải là tao chưa tính ra đấy. Nè. Tao nghĩ là nó nhầm đấy. 83. À nó được 82 đấy. Nó mình cái này 83,3. Nó không được tin tin tưởng hoàn toàn đáp án. Ừ. Cái này 83,13 thôi mà. Nên là xem lại câu mobile. 81,47 đúng rồi mà nhở? Ừ. Đáp án nó tính sai. Đáp án tính sai, đáp án thay sai. Cái này 83,13 nó sai 83,83 luôn. Ừ. Đây này. Là 25 25,87 7,57 Đắk Lan. Ok. Câu 2 nha. Thôi nó tổng kết lại nha, tổng kết lại. Em sẽ ai hỏi thấy câu này đi. Câu mà số mobile trên mỗi kênh ấy. Tao không nhắn thầy nhá, bởi vì tao nhắn thầy và thầy không chơi trả lời lại rất là quê. Đâu. Thì nhắn đại để tao nhắn ngon. Không, thực ra là tao chỉ nhắn là em nộp bài tập lớn thôi, nhưng mà hình như là thầy cũng chưa đọc. Đây. Nộp bài tập lớn á, nộp bài tập lớn tưởng là qua lớp trưởng mà. Tao không biết, thì căn bản là lúc ấy là thầy bảo là nộp đúng không? Thì thầy về quay bọn tôi là cái tuần trong tuần đấy bọn tôi nộp luôn. À, nộp video thuyết trình, nhầm xin lỗi. À thầy xem này, thầy không nói gì cả. Xin sao? Thì thầy chỉ cần chỉ xem thôi mà. Thì ít ra là thầy, ít ra nếu như tôi là thầy tôi sẽ thầy nhận được rồi nhé, đấy thế. Kiểu vậy. Nghĩa là đấy. Thôi kệ đi. Đang phải emotion thả tin hoặc like các kiểu nha. Ừ, emotion. Thôi ngay đi nơi kêu khác. Thôi bài khác đi. Chữa bài tổng kết lại để tổng kết lại cho dễ nhớ. Đầu tiên diện tích một cell trong một dịch vụ, chúng ta sẽ lấy tổng diện tích của cái vùng đấy chia cho diện tích của mỗi cell là ra sẽ tổng số lượng cell. Nhá. Câu B là tính gì nhỉ? Câu B là tính số kênh trên mỗi cell, thì đầu tiên chúng ta sẽ tính số kênh trong một cục và lấy cái số kênh trong một cục đấy chia cho số cell. Ơi. Tôi nghĩ là không cần đâu, mày ghi cụ thể ở câu A B C D E F giờ này đọc hiểu rồi. Ừ, nhưng mà tao muốn tổng kết lại thôi, vì tao đang hơi mông xíu. Câu C tra bảng, câu C cái cường độ lưu lượng thì tra bảng. Câu D là lưu lượng tối đa hệ thống thì sẽ là liên quan đến cái PB. Lưu lượng tối đa hệ thống thì có cái tối đa là mình phải nghĩ đến cái xác suất nó bị rơi rớt, cho nên chúng ta phải nhân với cả 1 trừ về PB ấy. Và sau đấy cả hệ thống, chú ý là cả hệ thống với cả mỗi cell, để bài nó hơi lừa. Tổng số cái quan trọng ở đây là nó hỏi là cái carrier traffic ấy, mà cái carrier traffic đây nó chỉ là cái AC thôi. Và cái AC nó cũng thương tính rồi thì mình tính luôn, đấy là như thế thôi. Ừ. Tổng số người dùng có thể phục vụ cho một cell thì lấy number chunk traffic intensity chia cho cái trung bình mỗi người tạo ra lưu lượng mỗi người trung bình tạo ra để ra số người dùng. Sau đó nhân cho cả cái tất cả các cell. Tao chưa hiểu câu này lắm nhưng mà thôi cứ ngộ nhận vậy đi. Câu em cũng như vậy. Sao lại chưa hiểu? Tao hiểu cái chỗ là tổng số người dùng trong một cell là lấy cái 83,13 chia 0,03 thì hiểu rồi. Nhưng mà cái 83,13 là cái kênh mà đúng không? 83. Cái 83,13 đây là tổng lưu lượng trên một cell mà. Ừ, hiểu không? Độ lưu tức lượng. Là Hoàng nghĩ là lấy 81,47 ha? Đâu, 81,47 đấy, cái đấy nó chỉ là cái traffic ấy thôi mà. Kiểu là sau khi nó bị sau khi nó trừ đi cái AB, tức là cái AC. Ừ, đúng rồi. Ừ, okay. Nó đã bị mất đi một cái đoạn block ấy. Ừ. Đúng rồi.
Ok. Câu S thì mọi người thắc mắc tại sao nhân 7 đúng không? Còn còn câu G thì nó sẽ 95 nhân 31 thế thôi. 95 là số tổng số cây. Và 31 là nhân vệ số xeo. Xeo thế thôi. Ừ. Xong. Câu A đi. Để nhanh nào. Thế còn cái bảng kia sao nhỉ? Tải về câu gì? Bảng nào? À, bảng đấy, kia. Bảng kia hay là bây giờ một người in thôi, sao rồi cả cả bay dù kê. Không có quan trọng là tải được về đã. Tải rồi là đơn giản không hả? Tôi tải rồi. Tải nó bắt đấy mà. Tải in cái này slide nó không cho tải. Cái này không tải đâu. Slide không tải. Quên mất. Để tôi tải xem. Đấy, xem nữa xử lý sau. Hoặc có tài khoản gì chơi. Quên slide xe không phải lái slide nhầm mất. Thôi bỏ qua đi, tí tính sau. Tôi kệ đi, xoay và xoay trong quyển ấy chắc cũng được. Gần gần đúng là được. Sang câu 2 đi, câu 2, câu 2. Con này hình như ra là câu 2 là giả thiết phải đầu 3 thực hiện 3 cuộc gọi một giờ. Mỗi người dùng 3 cuộc gọi 1 giờ. Cái này là chương 4 đúng không mọi người? Nhớ không nhầm? Không nhớ đâu. Nó vẫn là cái chương này á. À, cường độ lưu lượng mỗi người dùng. À, chương 4 là cái gì nhỉ? Chương 4 là nó có mấy cái bài tập gì em mà nhỉ? Chương 4 là cái phần không thích cái phần mà giải mã resting hay là gì ấy, nên là cái chương ấy. Giải mã gì á? Giải mã gì đó? Mã cái gì? Giải phổ mới giải phổ ấy. Giải phổ là tập chương chương 4 à, chương 4 chương 5 gì ấy. Chương 4. Chương 4 là hệ thống thông tin di động 2G. Có bài tập không nhỉ? Hình như không đúng không? Thầy bảo là chương 4 không có bài tập đúng không? Ờ. Thôi mọi người làm câu 2. Làm câu 2 đi. Cường độ lưu lượng theo tôi nhớ không nhầm là 3 x 5 chia 60 à? Nó là lưu nhân h đây. A bằng lưu nhân h. Mà lưu đó là số cuộc gọi. Ừ. Còn cái h đó là giờ. Đây. 3 x 5 chia 60 đúng không? Ừ. Đúng rồi đấy. 3 x 5 15, 15 x 60 là 0.4 à. Tính nhầm sai rồi. À, 0.25 1.4. Cường độ lưu lượng ở lan đúng không? R. Ừ. Số lượng người dùng đấy với sao bị chặn là nếu không nhớ kênh chung kế câu để lạ nha. Lý thuyết này vẫn ở chương 3 đúng không mọi người? Không nhớ. Có bạn nào làm chưa? Chưa rồi, bắt đầu làm. Có ít nhất một cái chu kế là gì nhỉ? Hay là mình cứ tính là với số kênh nó là 1 nhỉ? Với gì á? Với cái gì là 1? Số kênh.
biết. Thì nếu như số cây bằng 1 thì mình lại dùng cái bảng Erlangbi á. Để mình tính ra cường độ lưu lượng. Đúng không? Nhưng không chắc đúng, bởi vì nó bỏ là ít nhất một kênh trong ghế mà. Thì chẳng là 0.01. À, hay là dùng ấy luôn, cường độ lưu lượng là traffic intensity đúng không? Có phải không? Đúng không? Gì? Cường độ lưu lượng cho mỗi người dùng là công thức đấy. Không, mà đấy, đấy, đấy đâu. Đấy, cường độ lưu lượng là A đấy. Đây là mình đang tính lưu lượng A rồi. A là nguyên nhân H đây rồi. Xong rồi, đúng không? Xong là có A thế thôi. Ừ, đây có A. Ừ, câu A thế là đúng rồi. Không, ý là câu A là giống 0.25 dưới này này, sau giống đây là dùng cái ô lăng B là xong. Câu A giống làm gì? Câu A cần gì phải giống? Tao là câu B, tao là câu B, tao là câu B rồi. À, ừ. Thì một kia giống sang nó 0.1. Số người dùng tức là bây giờ phải xác định số kênh nhỉ, thế không? Tức là đang cho là có ít nhất một kênh trung kế, tức là mình đang hiểu số kênh là mấy ấy. Mình đang không biết là số kênh là mấy ấy. Nó chỉ cho là ít nhất một kênh trung kế đúng không? Ừ. Kênh trung kế là kênh như nào? Kênh trung kế là cái thanh phía trên của cái đấy, cái number of trang channel ấy là số kênh trung kế. Ờ. Là n bằng 1 à? Hay là mình cứ hiểu là cái C đó bằng 1 nhỉ? Ừ. Mình nghĩ cái C là 1. Nó cứ cho đại đi. Mai Bảo Hoàng đi thi xong rồi sang hỏi thầy. Thì nếu như thế thì mình sẽ có được ra cái bảng thôi. Kênh trung kế đây. Số lượng người có thể thử ấy đó sao vậy ạ? Nếu ít nhất một kênh trung kế số lượng người dùng. Ờ. Một mình cứ coi như là C1 đi. Ừ. Cái xác suất có là bao nhiêu? Không về mấy. 1. Thế là lắp cái GOS. Xác suất là 0.1 đúng không? Thì gióng xuống. Thôi không giống. Cái A của nó bằng 0.1 kìa. 0.01. À đâu, 0.01 chứ. 0.01. Yeah. 0.01 và 1 là 0.01 luôn. Ờ là 0.01 đây. 0.01 là cái traffic intensity. Nó là cái A đây. Là A. Ừ. A tổng ấy. A tổng. Tao lại hiểu là ra từ cái Erlang với lại cái gì nhỉ? Cái block ấy. Rồi suy ra cái C. Đúng nhỉ? Không phải. Đúng. Cái C này nó cho 1 rồi, nó cho là 1 rồi. Ơ, tính số lượng người dùng thì tức là tính số kênh nhưng là gì? Số lượng người dùng mà. Để tính số kênh mà. Trong khi đó cái câu A mình đã tính được là lưu lượng của người dùng rồi đúng không? Ừ. Ờ thì câu B mình phải tính được cái lưu lượng tổng của nó, thì mình phải lấy lưu lượng tổng mà chia lưu lượng người dùng chia ra số người dùng đúng không? Như cái câu trước làm đúng không? À ừ. Lưu lượng tổng, không hiểu. Ít nhất một kênh trung kế. Thế bây giờ xe bằng 1. Rồi xong cái block là 0.01. Ừ. Thì cái A là 0.01. Ừ.
ghi là A thôi, được, cần gửi A tấm. Ủa thế cái này nó nhỏ, mỗi người dùng là 0,25 rồi mà. Ừ. Thì nếu như thế cái tổng nó phải lớn hơn 0,25 chứ nhỉ? Không nhỏ hơn chẳng sao ạ, thì số lượng người dùng nó chỉ có một tí thôi, ví dụ thế, chưa đến một người dùng. Giống phải như thế nhỉ? Để tao tra câu này tiếng Anh sẽ có không là có tiếp đấy. Tôi thử thôi, thử thôi, nó có không đổi sang tiếng Anh chúng ta là má tắt cái này kiểu gì ta. Đổi sang tiếng Anh ở đấy, đổi sang tiếng Anh nhờ anh cha. Có rồi. Ai sợ là cánh sinh. Mình xem mấy cái bài đồng dạng xem nào. Mới là có. Đồ quá. How many years can we spot 0,05 trong A? Bao nhiêu người dùng có thể sử dụng nên 0,05 blocking probability với số lượng trong là 5 C bằng 5. Thì nó vẫn đúng cái cách tính của mình như thế, nhưng quan trọng là cái mình hiểu cái đề bài là cái C của nó phải là 1 hay 0 thôi. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Ý của sơ là đúng rồi đấy, chuẩn rồi đấy, 10 điểm. Giải vẫn như thế, là giải là A from Erlang B chart V of C A bằng 1. A tổng bằng 1 sau đấy lấy tổng để chia cho tổng người X user generated này. Không phải một Erlang of traffic. Xong rồi đấy. Ok. A user. Người dùng nghe trên trái kiểu gì? Không sao. C. Số lượng người dùng với GOS và năm chung kế tương tự thôi đúng không? GOS là 0,01 và C bằng 5. 0,04 chứ nhỉ? À, khoan, 0,01 chia 0,05. Ừ, 0,04 đấy. Xin lỗi. À, số lượng người dùng GOS bằng 0,01. C bằng 5 à? Bảng tiếp đúng không? 0,01. Có phải tra bảng không? Tra ghi bảng cơ. Tra ghi đồ thị nhìn nó cũng đau mắt. Tra cái bảng ấy. Có cái bảng sẵn rồi đây. Làm tra 5 nè. 5 này 0,01. 1.36. 1,36, ok. Tra bảng. Lâu nha, không. 0,01 mà 5 à? Đi ra là 0,36. 1,36. Hôm nay phải in cái này ra đấy. Quan trọng là lấy cái này ra cái gì nhỉ? Hay là chụp màn hình. Chụp ảnh à? Sợ mờ.
chúng màn hình như ra mờ lắm. Màn hình như ra mờ lắm. Thôi. Nhìn được là được. Đã bây giờ 5,44 người này. Thì chẳng qua nó ảnh hưởng bởi cái C này, C càng ít thì ấy thôi. Ê, nếu số người dùng tăng gấp đôi giá trị với con C, chấp nhận được không? Giải thích nó, câu 2 kiểu nó đơn giản. Làm ngược lại. Ừ, làm ngược lại, nó làm dễ hơn. Nếu số người dùng gấp đôi ở đâu? Bất kìa. C. À, có C, xin lỗi. Người dùng gấp đôi, người dùng gấp đôi bằng nhân đôi là 10,88 g c. C vẫn bằng 5 đúng không? Ừ, chỉ tính lại cái xác suất hay là xác suất dịch vụ luôn. Phải in cái bảng ấy mọi người ạ, chết quá. C bằng 5. Sao nào? Ừ, tính như. Cha lại bán đi. Ở quê người gấp đôi sau phải là tính A, suy ra A chứ. Phải suy ra A trước đã chứ. A bằng 10,88 nhân với 0,25. Bao nhiêu? 2,72. Là C bằng 5, A 2,72, C bằng 5. 2,72 đâu rồi? Không chấp nhận được, không thấy. Không thấy. Hồi xong. 2,72 á, mình có thể lấy 2,74. Ơ sao? Đi bỏ 2,72. Nào, mạng đâu, điều tính liên tục với mày ạ. Hả? 2,72 thì mình có thể lấy 2,74 được đúng không? Ừ, nói chung nó gần nhau, không sao hết. Thử cho... Ở phía kia có 2,74 kìa. Đâu? Nói lại cái bảng kia. Đây à? Đấy, dòng số 7. Dòng số 7. 2,74 thương à? Đây à? Ừ. Nhưng mà số lượng... Số kênh của mình nó là 5 mà. Số kênh 5 mà. Năm là cái giống hàng này thôi. Cơ. Không có 2 đến 2,22 thôi. Ừ. Đấy, cho nên bây giờ cái GUS thì hơn GUS tức là phải lớn hơn cho tầm khoảng 6-7% gì đó. À gì nhỉ? Còn năm à? Đấy 10% này giờ cái này khả năng là phải dùng cái bảng này này. Tức là cái Erlang tăng này. Lên cái hiểu không thì cái số người dùng à quên cái Erlang của mình đang là bao nhiêu nhỉ 2,772 đúng không 2,72 thì đây nó phải tầm khoảng bây giờ là mình phải dùng cái đồ thị này để mình tra cái xác suất nó ở chỗ nào vậy bởi vì cái xác suất này của mình nó đến 10% mà đúng không thì mình sẽ có thể là nó sẽ dưới 10% mà mình sẽ tính cái xác suất nó. Tao nghĩ là sẽ 0,3. Thì sẽ 0,3. Chắc chắn là sẽ lớn hơn 0,22 rồi. Đơn giản thôi. Đúng không? Đây không phải... Đây là 5% mà. Em nhầm xin lỗi. Quên. Không, C bằng 5. Đây là 100 thì tức là phải lớn hơn 5%. Nó phải rơi vào tầm khoảng 7-8% gì đó. Ví dụ mà 5 kênh mà nó rơi vào 0,10% thì nó rơi đoạn nào? 0,055 2,22 đo đi giảm dần
Cái ở dưới giống kiểu cái lốc nepe á, nó một hai nó kiểu nó cách nhau không đều. Cái traffic in đấy, một cách hai nhiều hơn hai cách ba, tầm chắc tầm 0.006 thì chắc tôi đoán thôi, 0.006 thì tầm 0.06 có một cái mấy đó. Hello, thì như là tôi nhớ là cái chia này ấy, không phải là to là nhiều đâu, tất cả đều tỷ lệ bằng nhau hết đấy. Bằng nhau ấy à? Ừ. Nó có tỷ lệ. Thì đếm cái ô đúng không? Không, cứ đếm ô đấy mà, có đúng mà đủ bao nhiêu ô nhỉ? 10 à? Mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ừ, đúng rồi. Ta đấy. Đếm rồi. Không, tôi nhớ lần trước thầy bảo là thầy có một lần thầy chữa một cái bài giống cái này mà thì cũng thầy chỉ luôn cái tỷ lệ chia này là nó giống hệt nhau ấy, chứ không phải là nó to thì là nó chiếm nhiều đâu. Tức là từ 1 đến 10. Ý bạn là từ 1 đến 10 là chia đều thành mấy phần đó? 9 phần á? Ừ. Ừ, đúng rồi. Chứ không phải là cái từ 1 đến cái chấm 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 này là 2 à? Không, từ 1 đến cái chấm 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 là 2 đấy. Ừ, nhưng mà 2, 2. 2 xong đến chấm tiếp theo thì là 3, kiểu là... Đúng rồi, tôi theo hiểu như thế mà. Ừ. Tôi tưởng mọi người là, ý là mình tự chia ra các phần nó độ dài bằng nhau. Không, không, nó vạch sẵn đấy rồi. Đúng rồi, tao cũng hiểu là như thế. Nhưng mà từ cái 10 đến 100 ấy là cái... Tao không biết là chia ở gì luôn, tại vì đếm nó 10, không... 10 đến 100 thì sẽ là... À, cái vạch tiếp theo là 20 20, đúng không? 20. À, 20, 30. Thế à? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Là như ờ, đúng rồi. Vẫn tao đâu được, không đủ 100 ấy. Đúng mắt. Tao đếm rồi, không đủ 100. 10, 20, 30, 40, 50. Xích đủ. 30, 70, 70. 70. À, đủ 100 cái 100 cuối cùng hay sao? Ừ, cái 100 là cái đường cuối cùng ấy. Ừ. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đủ rồi. Ô, đếm cứ được. Nghĩa là bây giờ là mình chắc cả khá là chỉ cần dùng cái đồ thị này chắc khá là cũng được rồi đấy. Chứ chẳng cần phải in đâu nhỉ. Được không phải... chín là không phải không phải in, tức nghĩa là in thì nhanh hơn đấy, kiểu như mày tra nhanh hơn đấy, mày chính xác hơn. Ví dụ như là tầm 2.72 ngày đấy, bây giờ ai là tao 2.72 luôn, tao gióng lên được 0.09 à, không phải ừ không được tầm làm gì 0.09 0.09 89 gì đấy, 85 đúng không, 5 thì sẽ 5 xuống là... Không, thì không mình ngang. Mình nhìn từ cái đường cong của cái C bằng 5 đúng không? Không phải 0.09. Tầm 0.06 chứ. Làm gì mà mày sai? Không, không đến 6 được đâu. 6 là đang dưới 1 cơ mà. À, đâu đâu, 6 là mới được 2.4 này là gì đấy thôi. 7 mà mình 2.72 à mà. À, tao đặt thước hơi lệch nhá. Nhìn lát cả mắt. Mọi người, tao lấy thước, tao dán lên cái mặt tính, máy tính của tao luôn. Tao là 0.8 và 0.9 gì đấy. Ừ, tức là tao 0.9. 0.09. Thôi nha, mình sẽ ghi khoảng thôi nhá. Đi thì 0.9 đâu, 0.9 đâu, 0.9 đâu, chắc thì tầm khoảng 7-8 gì thôi. Tầm khoảng cái gì đấy? Giống thước. Ừ, giống thước. 7-8% gì thôi. 10-20 này, 25 thì... này, 27 này. Cái gì đấy, tóc gì kinh thế? 2.72 đúng không? 2.72 2.72 đúng không? Đây là 3. Thì mình cứ lấy cho tầm khoảng 2.75 đi. Thì mình chia ra làm 4 rồi đây đúng không? Mình tóc đây đúng không? Hoàng thử xem so với cái slide share thử xem. Slide share không có. 0.08 đấy. 0.08 hay 0.09. Ừ, thế là ông được kể đi. Thôi, đây dễ tranh cãi nhau cái này, ý là hiểu cách để giống là được. Chắc là sai lệch chắc thầy không trừ điểm đâu, gần gần đúng. Ok, ok. Quan trọng cái câu sau kìa. Câu sau kìa. 0.08. Câu hết này có chấp nhận không? Chị
Chấp nhận không mọi người? Là xác suất nếu số nếu xác suất như thế thì mình tính hiệu suất sử dụng kênh nó ra như nào? Chị iOS này có xác nhận được không á? Em biết. Tức là hiệu suất sử dụng kênh mà nó càng cao thì vẫn chấp nhận được đúng không? Ý là cao đến mức nào thì là chấp nhận được? Tao câu này tao sẽ ghi là tùy vào yêu cầu của thiết kế và bài toán chúng ta sẽ chấp nhận được hay không. Thì đấy, bài toán nó cho giá trị cụ thể ở đây. Tao sẽ ghi kiểu vậy. Phải mất dạy. Đó. Ừ. Thì cái hiệu suất nó phải bằng là cái gì nhỉ? Bằng AC mà chia C đúng không? Hiệu suất AC chia C. Không. Ừ, AC chia C. Hiệu suất AC chia C này. Ok. Hiệu suất là A0 1 trừ 1 trừ A0 là bao nhiêu ta? A0 tính rồi đúng không? Mình đang tính là 7% đúng không? Ừ. Tính hiệu suất sử dụng thì đó là 2,72 mà nhân với lại 1 trừ đi. À đâu, mình cho mấy phần trăm ấy nhỉ? Ok, tính. Không phải thể ra chứ. Cho là 0,8 đi, 0,08, quên, thiểu số 0, 9 rồi. Rồi, cứ cho là 8% đi. Nhân với C là 5 đúng không? 0,08 đúng không? A0 là 2,72 đúng không? 2,72 nhân với cả là... Nhân với 1 trừ GOS. 0,08. Nó bằng tầm khoảng hơn 50%, hơn 50% chắc là vẫn chấp nhận được nhỉ? C là bằng 5, C bằng 5 à? Bằng. Ừ, C bằng 5. Thì tao nghĩ là ở câu này tao sẽ làm là nếu như yêu cầu về toán mà hiệu suất sử dụng trên 50% tầm trên lớn hơn 50% thì chấp nhận được, còn nếu dưới thì kiểu vậy, kiểu mình tự đặt ra yêu cầu của mình luôn đấy, chắc vậy. Trong này có giới hạn không? Hiệu suất sử dụng kênh trên 50% chắc là có thể chấp nhận được, còn đâu càng cao thì càng tốt đúng không? Ừ. Ủa chắc là mình cứ ghi là có thể chấp nhận được đi, có gì đâu. Là nhưng mà chất lượng, khả năng là chất lượng nó không tốt thôi, bởi vì đó sử dụng có 50% thôi mà đúng không? GOS viết tắt của gì ta? Hả? GOS là viết tắt của gì? À, tao nghĩ là so sánh với cái câu B nhỉ? Cái câu mà tức là số người sử dụng bằng 5 phải mấy ấy? Không có. Đó, cái chỗ có toàn là threshold kìa. Ở dưới, ông cứ lướt xuống ấy, có cái dưới có cái link đây. Hả? Ông cứ lướt xuống ấy, có cái link mà nó ghi là đây minimum ở đây. Còn download table resource gate. Khiếp, không tin tưởng lắm. Đó. Là kiểu ứng dụng và cái minimum của nó, video, audio, các kiểu. Chắc là kiểu tùy vào cái yêu cầu ấy. Hoặc là nếu như tao thì tao sẽ ghi là kiểu mình sẽ bịa ra cái đề bài luôn. Rồi là làm theo đề bài. Có nghĩa là nếu như yêu cầu là lớn hơn 50 thì ok, mình đẹp. À, lớn hơn... Ừ, kiểu vậy. Mày hiểu. Trong cái file tiếng Anh ấy có cái file solution đấy, assignment. Kìa. Yeah. Tiếng Anh phải đâu? Phải tiếng Anh thế nào? Ông gửi ấy. Ông gửi. Có. Có không ấy? Có cái câu này không? À, chắc là không có. Xem rồi.
Chắc là cũng ổn rồi đấy, mọi người có muốn nghỉ giải lao tiếp tục không? Có. Đấy nha. Ai quen với một số anh chị? Mình không quen ai hết. Xin ba. Xin có hai đề thôi. Linh có đề nào nữa không, gửi lên đi để mọi người làm luôn. Hay đá qua trắc nghiệm tí. Thôi là tối nay làm có hai cái bài đây. Đâu? Có hai cái bài gửi lên rồi đây. Đấy, bài báo quấy ấy, chính là cái bài dạng dài trong đề kỳ 2021 đấy. Đây á, cái ảnh này á. Có phải không? Không, đây là của anh Giang. Đây là của anh Giang. Anh Lê Tục Giang, cái anh cao đúng không? Ở dưới. Nhắn tin xong đây đấy, cái bài dài đấy là bài của em Bách. Ô cái này anh cái câu một này làm rồi mà. Câu một này hồi làm thầy cho làm bài kiểm tra thử trên lớp á. Đúng rồi nhớ rồi đấy. Đấy là kỳ 2021 đấy. Thế à? Câu một này dễ mà, có gì đâu đúng không? Không nhớ. Không nhớ, cứ làm đi. Cái này nó cho là gì đây? Nó cho là trong không gian tự do à? Không gian tự do rồi thì đơn giản quá là gì đúng không? Thôi tạm thời mọi người nghỉ giải lao nhá. 11:15 quay lại nhá. Thì ok nhỉ.
Ừ, mọi người quay lại chưa? Mình làm tiếp cái bài. Tôi mới gửi cái vào đây. Để 2021 đi. Đây đang mở đây. Có cái đề 2021 2 ấy. Nó có cái đề này mở luôn ra bởi vì có hai bài luôn ấy. Đề 2021 2 là chỗ nào? Trên cái chỗ mà mi vừa với ở mai computer cơ. Trên chỗ nào? Ở cái gì nhỉ? Cái thư viện của mi ấy, hoặc là đưa đi nữa lên trên đi. Đây á, trên này. Đi nữa lên đi. Nữa lên này. Trên cái cột trinh ấy. Trên có đâu? À, đây. Đây. Có ai ở trên của tao cơ. Trên cái Đây đúng không? Mở xe đây đúng không? Mở xe nó vẫn ấy mà 2021 mà là cái file bên trái trên cùng ấy. Đây đúng không? Đây cái trang nhiệm đây là đúng hết rồi hả? Không biết chưa kiểm chắc đấy. Không phải đúng đâu, kiểu là có một thằng nó làm thôi, chưa kiểm chứng nha. Có mối tôi tra tôi có một tập câu hỏi mà kiểu tra ngồi loay mắt nó không hết được 20 câu luôn. Không thấy đâu, chắc chắn đâu. Mới vào, mọi người bàn bạc cái gì đấy? Đây bây giờ mình làm câu một này này. Vừa đi thi đi trắc nghiệm chúng ta mà trông chờ vào sự may mắn của bản thân thôi. Câu sai không bị trừ điểm mà. Thành bừa đi. Ôi bạn ơi, mai tôi thi môn siêu cao tần bị trừ điểm đây. Không, đây môn đấy, còn môn thông tin di động chắc không bị đâu. Thế không thấy thầy nói gì. Thôi tổ. Ơi. 6 điểm đấy, 6 điểm trắc nghiệm đấy. Bình thường có 20 câu trong tuần này, thầy nâng lên 40 câu còn vẫn 90 phút. Ê, nhưng mà không có ấy mày ạ. Không có. Không có gì. Sợ thật. Không có lý thuyết. Ừ, ra tự luận lý thuyết là chết luôn. Không biết đâu lại ra tại phần này thì sao? Thì mình cứ làm. Bây giờ có một đúng không? Có một đề bao nhiêu đây? 2021 bộ đề 1. Cái đề này thầy cho làm với hôm mấy nào? Ui nhịp. Cái đề này nắm tự luận nhờ 6 điểm. Biểu thị công suất theo PDM và PDW 50W bảng. Bao nhiêu? 10 log 50. Log 50 dBW. 16,99. 17 đi. Phải nhá. 17 dBW. 47 dBW đúng không? Ừ. Thế xong. B. Cái tính công suất thu thì đó 100 mét trong môi trường không. Bây giờ tính suy hao trong môi trường tự do đúng không? Đúng rồi. Suy hao trong môi trường tự do.
see how trong F không nhớ công thức là bằng 32,5 cộng với 20 log F cộng với lại 20 log D. Với đơn vị là milli cái đấy là megahertz đúng không? Ừ, gigahertz này khác, tao nhớ khác. D đây nó tính bằng km. Ừ. 32,5 cộng với cả 20 log một trời thôi nhá. 900 cộng với cả 20. Tính một trường hợp thôi, còn lại tự tính. 0,1. Đơn vị là dB đúng không? Ừ. Thôi cứ làm đi, nó xuất hiện hai đề rồi cho nên là khả năng là nó cũng có thể ra lại 71,58. Đi ra là công suất tại đầu thu trừ đi thôi. Bằng 4 bạn PT PT trừ IL đúng không? 7 trừ 71. Trừ 24,58 dBW. dBm. Em nhầm. Nói nhầm. Thế sao? C. Lặp lại với khoảng cách lặp lại thay D bằng 10. Không, câu này như tính khác thế nào ấy. Nó sử dụng cái D0 là 100 gì vậy? Sao 100? Không biết, nếu như tính kia thì đổi ra khác, mà tính theo cái kiểu mà sử dụng công thức mà PR tại cái D nó chính bằng PR tại D0 mà nhân với D trên D0 mũ trừ N á. Nhớ công thức kia không? Trong slide có. Thì đang ra lại slide đây. Chương 1 là chương 1 hay chương 2 gì á? 2. Tám chương 2. Đấy, nhìn cái nó tỷ lệ với lại thằng ấy này đúng không? Nhìn không? Đây là đối với N, VL, C-HAL, còn đối với B, tức là công suất thu nữa. Đấy. Upper cell và micro cell ngoài đấy. Chắc thử tính hai cách xem. Kết quả sẽ giống nhau. Nó ra khác nhau mà, không khác nhau á. Cái quan trọng là ở đây không biết mình chọn N đâu bao nhiêu thôi. Ok, D lúc nãy đã đổi ra km chưa bạn? Cái km này. Ờ, ok, ok. Ừ, không, cái đấy là cái công thức tính nó ở tại cái D0 mà không nói. Đúng không? Ừ. Thì ý của Sơn là sao ta? Tức là D0 tham số khác à? Tức là nếu như nó công thức ấy, tức là tính suy hao ấy. Suy hao đây tỷ lệ với lại thằng suy hao tại D0 ấy. Vừa lướt qua công thức không thấy à? Ừ thấy rồi. Ừ đây. Đây đúng không? Hoặc là không biết là có cái PR không? Tôi tìm xem lướt tiếp xem có PR không nhỉ? PR đây. Ừ đấy. Nhưng mà cái PR này thì nó sẽ giúp PR không? Này không có, này. Tiếp xem có còn không? Tức là PR tại D ấy, mà nó tỷ lệ với lại D D trên D0 Ôi mày sang cái phần công suất trung bình ấy. Dưới chứ. Lướt xuống, lướt xuống. Lướt nữa, lướt sang cái phần chương cái phần khác luôn ấy. Sang cái phần sell rồi. Sell nữa. Ừ. Mà sell á. Cái này làm gì có sell. Cái phần mà trong cái slide khác rồi ấy. Đấy đúng rồi, cái phần đấy. Mày lướt xuống đến cái phần công suất thu trung bình. Để nó đơ. Đâu, đâu có đơ đâu.
Đấy. Đấy, đấy, đấy. Tao cũng không hiểu, giống nó giống cái bài ở Simon thầy giao ấy. Tao cũng đây là với các hệ thống Senu. Tao lại tao không hiểu là vì sao lại không lắp ngay cái công thức mà 32,55 cộng với 20 log F log D đấy mà đấy, lại phải mà lắp cái này vào. Này đúng không? Ừ. Đây slide chương mấy nhỉ? Chương chương 3. 3 3 mấy? 3 chấm mấy đấy? 3.1 24/54. Sao mình không lắp 10 vào luôn? Thế mới là đáng nói chứ. Thế thì mới thử thử lắp 10 xong thử tính theo công thức kết kia. Kết quả khác nhau, kết quả khác nhau. Khác nhau một trời luôn. Thì phải khác nhau mà. Tức là tính theo công thức mũ kìa. Mẹ tính theo công thức kia. À tức là tính theo công thức của này với cả là 32,5 kia là khác nhau. Ừ. À. Đấy tao thắc mắc từ hôm qua rồi nhưng mà chả biết như nào. Kỳ ghê đó. Bắt đầu. Hồi hệ thống viễn thông thì chỉ cần lắp vào là được thôi mà đúng không? Không được như này đâu. À, ừ đúng rồi. Nhớ môn đấy thì gặp lắp vào thôi. Nhớ đơn vị là được. Tao nghĩ là lắp vào chứ không cần cái này. Ê, cái file dài của cái file dài của cái assignment thầy gửi ấy, tao không biết là bắt nguồn từ đâu luôn ấy mà nó làm theo cách này. Cái dài thầy hay là thầy gửi cho nào nhỉ? Cái assignment đầu tiên của đấy chưa? Không đi di động chưa? Thầy còn trả về á? Thầy có cho giải à? Không phải chắc có cho giải à? Mà ý là bọn này nó truyền nhau một cái file giải, mày hiểu không? Truyền tay nhau một cái file để nộp. Thì cái file đấy nó giải theo cái hướng là công thức D0 rồi này. Thế à? Ô mày nộp mày không nhớ à? Mày vào assignment đầu tiên mà xem. Ơ nhưng mà tao làm tao cứ nộp vậy thôi, tao không biết đâu. Đừng hỏi. Nộp vậy thôi. Thế đấy tao viết tay rồi mày ạ. Nhưng mà thầy, sao lại thầy trả về là sao? Tức là, ô tao đã bị trả về đâu. Mày trả về ừ, tao cũng có bị trả về đâu. Thầy cũng trả về đâu. Nhưng mà nó có giải á? Có mà bọn ấy truyền nhau một cái file Word. Đánh máy cụ thể lắm. Tao không biết là đúng hay sai. Ý là file Word nó giải tường tận ra từng câu một. Thế tao chỉ cần nộp thôi. Giờ tao mới đọc lại. Tao thấy tao chép của thằng Vinh ấy, nó chép tay, tao cũng chép tay xong tao gửi luôn. Xong đến lúc gửi thằng xong thì tao làm cách này mà. Ơ nhưng mà cái bài này thì mở phần giải của anh Bách ra đi. Làm mình sẽ có điểm 100%. Anh Bách nào đâu? Chỉ có anh Giang thôi. À, dưới. Tao gửi hai phần mà. Đấy. Đây à? Ừ. À mà từ. Mày mới gửi. Từ bạn ấy. Nhưng mà. Ừ, Linh mới gửi một ảnh thôi ấy. Sao ấy? Nhầm rồi đấy. Từ. Anh Giang này là anh cao cao đúng không mày? Đeo kính để tóc dài đúng không? Đúng không? Gặp chưa? Biết không? Tại vì là hình như là anh này cùng nhóm kỹ năng mềm tao hỏi vậy. Không nhớ. Ôi cái này không có. Bỏ qua. Nhưng mà bài mấy anh này đúng hết đúng không? Ừ, anh này được 50/50 đấy.
Thế là oh, wow. Mình vẫn phải hoàn toàn tin tưởng ngoài nhé nhỉ. Đâu đâu là... đâu Linh gửi đâu. Kỳ 2020 có hai lớp, một lớp thi trắc nghiệm và một lớp thi viết. Đây, tao đang tải lại. Kỳ tao thi được một bài được 45 trên 1. Linh ơi gửi lại đi Linh. Từ bình tĩnh. Mọi người mạng Linh đang bài... Chắc là Linh ở ký túc đúng không? Sao nhìn Hoàng nó chạy nắm tắt vụ này nhỉ? À. Nhìn chồng sợ. Cái này nó đã chi? Cái này phải tải gì này? Gì đây không biết nữa. Tắp vụ kia. Bây giờ thôi. À, gì đây rồi. Biểu không tình. Tao tưởng là gửi ảnh rồi. Còn đợi nó lát lên nữa, hơi lâu. Ok. Mọi người ôn trắc nghiệm chưa? Tao chưa ôn luôn đấy, tao định mai về sau thi sau. Ai thi cái gì đâu, à quên đại ôn cái gì đâu. Sáng nay đi thi ít, tao nghĩ cả ngày chép được. Tí tạch môn. Môn gì? Ít. À, viễn thám ghi đó. Tao nghe nói ghi. Ừ. Ghi, ghi là trong, trong, nó bỏ trong đế cương mà. Phải cả ghi mà cũng tài cả. Nghe bảo kỳ trước không. Dễ vậy. Đây là kỳ trước thôi, còn kỳ này thầy cho 12 câu tự luận. Trời ơi, giống ấy, chủ nhiệm. Ôi, thế, sao con nào mà nghe lạ thế? Không viễn thám ghi đây, viễn thám ghi tự chọn này. Mua đây tự chọn này. Không được sử dụng tài liệu. Ôi dồi ôi, thầy. Như cơ cảnh may sao mình mới chết xong câu 3 điểm mẹ một tí cô 4 điểm mãi. Ai học môn an toàn bức xạ chưa? Nghe bảo chưa, đang học. Lên học kỳ cuối. Môn đi, tao, mày ơi, tao. Môn này dễ không? Tao học môn. Bài tập dễ nhưng mà cô dạy bức xạ hở nhá. Xong khi nếu nào cô đấy chỗ bọn tao bức xạ kín mẹ. Xong mà tao không biết chép đâu luôn. Không sao, nói chung là cao mà được rồi. Nhưng mà quan trọng gì? À, có môn đấy phải A chứ. À, thế được gì? Phải A. Nếu phải cố gắng thì mình có thể được A. Còn tao đi chắc là bài thì tao không biết. Còn bài tập dễ lắm. Bài tập thì cố chữa thế nào? Mày làm thôi. Thế là... Thế đi thi là thi tư luận nào? Mày sẽ không... Ừ, 4 câu thì có 10 câu trắc nghiệm. Có 10... Thế còn tư luận thì sao? Tư luận thì là có lý thuyết không? Trắc nghiệm còn 4 câu. 4, 2 câu lý thuyết xong lúc nào cũng phải tại sao thì mới biết rồi đấy. À. À, nhận hay nhận xét bức xạ. Dễ khả năng. Em hay nhận xét bức xạ này đối với người ta như thế nào? Xong em hay đưa ra lời khuyên đối với nhân viên bức xạ đi. Đấy. À. Nhưng mà à. Điểm cao đúng không? Điểm cao là học thôi. Môn môn gì cậu ơi? Bức xạ, à, an toàn bức xạ. Mình học môn ghi từ một môn nữa giữa nhưng kỳ... mà biết môn gì đúng giữa kỳ thì mày làm bài tập lớn thì kiểu bọn tao có sẵn bài tập lớn thì trước ấy xong bọn tao chỉ nói theo thôi mày ạ. Cô có hỏi gì không? Thầy không, thầy còn chả được nghe rồi, thầy còn cứ cắm mặt với điện thoại, thầy hùng ấy. Đề tài mình tự chọn đúng không? Ừ, nhưng mà liên quan đến an toàn bức xạ điện là được. Hôm đấy thằng mấy cái thằng Tiến, thằng Bùi Tiến ấy, nó chọn về một cái gì nói về máy CT ấy. Tao thấy nó là tốt cực, nhưng mà thầy bảo là cái giải tài của nó không liên quan đến môn. Không liên quan đến môn học. Thế là phải nhận xét nhiều luôn. Thôi không sao, có gì mình còn mỗi một môn tự chọn đấy rồi, chắc khả năng kỳ tới học môn đấy. Ờ, kỳ sau tôi cũng học an toàn bức xạ. Thế thì... khả năng xin lại cái môn ghi này có nên học không?
tôi thật nói thật là không nên. Nhưng mà sau chúng nó vẫn tiếp tinh thế mà mình không có. À, mọi người có thể học à? Nhưng mà không, nhưng mà tôi học thuộc tốt nhá, xong thằng Việt nó bảo là có hai cô đi thuyết về một cô bài tập, mà bài tập thì đúng nữ kỳ. Đây là môn ăn quả đốt xạ đúng không? Tôi làm được thì không biết gì gì ăn toàn bức xạ chắc là nghiệm nghiệm kỳ này thầy cho một cái đề cương 12 câu dài 17 trang phải. Nhưng mà đi thi có được dùng tài liệu không? Không, nhiên tất nhiên là không rồi. Không á, mà anh thấy chắc phải đâu. Cái bài anh này làm đúng là Linh. Đâu đã ai xem đâu mà đúng hay không? Tao vừa xem xong rồi, ý là anh này làm kiểu lắp công thức vào luôn ấy. Có sao lại không thể tìm thấy địa chỉ IP của máy chủ sao nào? Cái gì mà địa chỉ IP máy chủ? À, nó bị lag, nó bị lag. Phi máy chủ ghê vậy, ghê thật sự. Mới thi xong mạng thông tin má quỷ. Các bạn về học, các bạn về làm kiến trúc máy tính được không ạ? Mạng thông tin máy chủ đề nhiều câu hết. Cái này không biết nhá, bởi vì trường nhà trường tiền. Cái này không biết được có đúng hay không, bởi vì nếu như mà tính theo mặt cách lại khác nhau mà không biết tính cách nào đúng, mà thầy cũng không chữa. Đây, khó. Nhưng mà cái file link gửi là của anh nào thi rồi đúng không? Anh Bách. Đúng hay đúng không? Anh Bách, đúng rồi. Ừ. Ừ, thế anh ấy làm theo Bách đấy mà. Thì lắp vào thôi. Ừ, như thế thôi, đừng có phức tạp hóa lên, đồng nghĩa là lắp vào thôi. Ừ đấy, bởi vì tao nhớ là hồi kia mình học môn gì ta? Ừ, hệ thống biết đâu thì cũng lắp vào thôi mà. Ừ, chung lắp vào không. Anh này là anh lắp vào này. Ừ, Việt Bách là anh giỏi, tao nhớ vậy. Việt Bách, hello, rồi. Suốt ngày hỏi anh Bách. Giờ tao đọc AI, tao cứ em Bách đợt cho anh. Rồi, câu B với khoảng cách là 10 và tần số sóng mang là 900. Tần số sóng mang thì ảnh hưởng gì mọi người không? Không, nó vẫn là F900 thôi. Thế hả? Ừ. Thế là không tính 1800 nữa hả? Ừ, thì nó yêu cầu tính tại cái tần số kia thôi, nhưng mà nó có thêm cái độ lợi của máy thu với lại anten thôi. Độ lợi là cộng vào đúng không? Cộng vào. Ừ, cộng vào. Ok. Có nghĩa là tính gain nè. Tính LFS này với D bằng 10, F bằng 900 đi. Ừ. Sau rồi là cộng thêm, thôi thì công thức ra đi. Nhưng mà nhớ phải đổi cái gain sang dB nhá. Điều lợi nhé. Ừ. Hả? Cái gain ấy, độ lợi ấy. À, tức là đấy đang đơn vị lần đúng không? Ừ, đúng. Không, tao nghĩ không cần đổi ấy. Hình như hệ thống biết tao không cần phải đổi. Phải đổi không? Ở đây mày đang tính đơn vị là dB, xong mày nhảy sang đơn vị lần thì nó không đồng với đơn vị thì lần đúng rồi đấy, lần đúng không? Là dBi à? Tao cứ nghĩ là dB cũng được hay dBi cũng được. Tôi cứ nghĩ là dB cũng được, tại sao đâu. dBi đi. Ok. Người ghi vào đi. P thu bằng P phát. Mai ôn trắc nghiệm nhỉ? 60 câu, à quên. 40 câu trắc nghiệm kinh hả đây? Làm trắc nghiệm nào? Mày nhìn. Tao học tận 40 câu. À, bố hôm thầy cho cái link trắc nghiệm ấy. Link trắc nghiệm? Link nào? Link nào đấy? Thầy cho một cái link và thầy hay lấy đề ở trên đấy. À, ngân hàng ấy. Ừ, cái gì đấy, tao nhớ là có một cái link, tao một gì nữa. Ngân hàng à? Hay là cái gì? Đây. Đó, gửi. Nhớ lại đi nào. Xong rồi, câu D xong rồi, câu E nào. Câu E nhận xét luôn. Dựa trên câu A và B,
Em hãy đưa một số khả lý do khả dĩ khiến băng tần khả dĩ cái từ này nghe lại nhá. Hay khiến băng tần chỉ nói thử ra nhà khai thác mạng di động sử dụng đặc biệt là khu hẻo lánh. Lưu ý biểu diễn kết quả qua BC ở đơn vị đi quá và đi đem khiếp thầy yêu cầu là hai cái. Nào xem em bách giải thích như nào. Thứ sát được trọng gốc của khoảng cách tần số có công suất thu tốt hơn. Ok, nói chung là mình sẽ so sánh cái công suất thu thôi. Không, hoặc là mình có thể nói thêm là cái gì nhỉ? Nói gì hết luôn. Do là ở vùng hẻo lánh đúng không? Cho nên là cái trạm phát với trạm thu nó sẽ cách xa nhau đúng không? Ừ. Thì cái xe sẽ lớn hơn đúng không? Ừ. À, nếu như đối với cái 1800 thì xe lớn hơn thì cho nên là sử dụng cái 900 ấy. Thì xe nhỏ hơn thì xe cái công suất thu sẽ tốt hơn thì nó cũng là đem theo cái ý kia thôi, chẳng có gì đâu. Ừ, thế rồi. Mình lấy so sánh kết quả của A của B thôi, tại cái này mình gửi tính, mình ghi cách làm thôi. Ui dồi ôi, cái gì đây? À, GSM 2 pha. Ui dồi ôi. Mà thầy cho cái này không, thầy cho toàn những anh thì dịch thiết ích cho được nhỉ? Ai, cái gì đấy? Linh gửi cái gì đấy? Cái mà thầy cho ôn tập kiểu như tự luyện trắc nghiệm cái phần UMTS gì gì tao không nhớ lắm, nhưng mà tao hôm ấy tao cứ nghe bằng tao mỗi buổi thầy cho làm trắc nghiệm rồi sau thầy bảo là các em lên cái chỗ này mà luyện tập này kiểu gì đấy. Hay lắm, mai mai làm đi. Mai làm, bây giờ là trắc tự luận. Nhưng mà cũng nên đọc qua mấy cái file ở trong mấy file Linh gửi cũng có mấy cái trắc nghiệm ấy. Mà kiểu cái đấy là đề các năm trước thì chắc là nên ôn trước xong làm cái link này. Ôn. À đây start này. Có lúc chấm điểm luôn này. Xịn sò nha. Cái đấy hay phết nhưng mà toàn tiếng Anh. Ừ đúng rồi. Thì thầy lại chuyển từ tiếng Anh đến tiếng Việt thì mình làm. Ờ. Có thể đấy, có thể thử xem nhá. Copy link. Học. Trời ơi, bị dây. Ui mà vậy. Trời ơi, mai thi siêu cao tần mọi người ạ. À. Sai một câu trừ 0,2 điểm. Sai một câu trừ 0,2. 0,2 điểm. Giống vật lý đại cường. Ừ, mệt lắm. Nó có giải thích luôn này các bạn ạ. Chọn đúng hay sai nó có giải thích luôn này. Thôi cái đấy xem sau. Tiếp tục cái kia đi. À, tao thử đây. Để mai đi. Ok, mai nha. Làm tiếp cái bài 2 nha. Làm tiếp cái bài đi. Bài 2 nào. Sống với kênh trung kế. Rồi, ok. Ôi, đơn giản quá rồi gì nữa đúng không? Chưa đọc lý thuyết bài này. Xác định số người có thể vô vận không? Cái câu này thì khác gì câu tính lúc trước đâu. Thì chẳng qua nó có thêm cái ý là ý B thôi đúng không? Ờ, thêm cái anven định hướng. Đấy, đây dùng bảng để tra thôi. Ê, cái phần anven định hướng thì như nào? Anven định hướng á. Nên định hướng ở đây là bao nhiêu độ? Xét tương hóa 60 độ, xét tương hóa với độ thì một vòng nó là 360, 360 chia cho 60 thì tí nữa mình phải nhân 6 lên thì phải. Tức là ví dụ mình tính cái đẳng hướng bình thường đúng không? Thì nhưng mà mình tính đẳng hướng thì mình tính bình thường như những bài mình vẫn làm á. Còn cái bài xét tương hóa này thì cái số kênh bây giờ là cái số kênh là mình sẽ phải sử dụng cái số kênh của xét tư ấy. Số kênh trên một cell, nhưng ở đây bình thường cái số kênh trên một cell của cái thằng
của thằng đẳng hướng ấy thì nó vẫn là nguyên cái kia, hình như là cái sector ấy thì mình phải chia đi cái số kênh trên một cell, mình phải chia đi cái số kiểu như là đây là sector hóa 60 độ thì nó phải chia cho 6 lần ấy, tức là 360 mà chia 60 nó bằng 6 ấy. Tức là số người dùng giảm đi 6 lần á? Ừ, tức là số kênh trên một cell sẽ giảm đi 6 lần. Kiểu nó chia một cái cell làm 6 phần đúng không? Ừ đúng rồi, kiểu thế. Tăng hay giảm? Xong rồi mình cứ làm bình thường thôi, nhưng về sau là khi mình tính được cái số người rồi đấy, số à không, gọi là số người trên một sector, sau khi tính được số người trên một sector xong thì mình lại nhân với lại 6 lên để nó sẽ ra số người trên một cell, hình như là tính kiểu thế. Hình như là trước hình như có cái bài, nhớ là thầy cũng cho một cái bài tập về nhà kiểu như thế rồi đúng không? Cũng xét tư hóa là 60 độ rồi đấy, nếu như không nhầm. Thế như là exercise 3 ấy, 3.1 hay 3.2 gì ạ? Để xem. Mọi người kể cho n bằng 7 để làm gì đấy? À để cho cô B cô C đó qua có liên quan đúng không? Qua có liên quan. Đúng rồi, 3.1 đấy. Chắc từ 3.1 này có cái cô đầu tiên luôn đấy đúng không? Nhưng mà cái n bằng 7 này có phục vụ cho câu A không? Không đúng không? Số lượng thuê bao là nó tăng thêm, tăng lên 6 lần mày ạ. Tăng lên chứ không phải là giảm đi. Không, đây là số người. Số người dùng thì nó tăng. À, số lượng thuê bao gì ạ? Mà từ từ vẫn chưa, không biết là có đúng hay không ấy. Đấy là thằng nào làm chứ. Thầy cũng không chữa đâu, cho nên không biết là đúng hay sai thôi. Thôi nhưng tao nghĩ là tăng lên đấy mẹ. Tại vì là đẳng hướng thì nó kiểu như là hướng về, kiểu như tao nghĩ là tăng. Đẳng hướng là nó chỉ một hướng thôi. Bình thường mày hiểu không? Bình thường là truyền đẳng hướng nó sẽ dễ hơn là truyền kiểu như là theo một cái hướng. Thì là người ta ép theo hướng thì nó phải tốt hơn. Nếu cái bài này thử lên mạng tra cho có mấy cái bài kiểu dạng này á. Tao vẫn nghĩ là không. Cô A N 7 nó không liên quan đúng không? Đúng không mọi người? Ừ? Cô A N 7 nó không liên quan gì hết đúng không? Nó cho thường dữ liệu không có gì đâu. Ừ, A các bạn 0.01/60 à?
ơi. Mà từ nó cho cái 7 có liên quan không nhỉ? Không, mình lại không. Nhớ lại, không, mình lại nhớ lại cái bài 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 lúc trước. Nó có số người dùng đúng không? Có lệnh số người dùng có thể được phục vụ. Mà mình lấy cái A tổng ấy mà chia cho cái A kia để nó ra số người dùng. Từ mình nhưng mà đây cái bài này. Bài đâu? Bài tiếng Anh này. Cũng kiểu như này. Cái gì đấy nhé. Thế có vẻ nó không liên quan số 7 lắm. À đâu có mà. No of channel per cell là 60 chia 7 à? Khoa từ. À, cái này là số lượng mobile thôi, chứ nó không liên quan gì đâu. Không ở đúng không? Thôi. Chắc hình như chắc nó không liên quan gì đâu. Số lượng người dùng mà chắc không liên quan gì cả nhỉ. User support. No, it's not channel. N7, C là 60. C là mũi. C là mũi thì đúng. Má loạn. Mỗi cell được cấp, ừ đúng rồi, mỗi cell được cấp 60 kênh trung kế, ừ rồi, như vậy là 60 đấy. Như vậy không liên quan lắm. Chưa liên quan. Ừ. Số hệ phục vụ là 46,95 chia 7 bằng 1408. Cô B này. Thử xem cái file tiếng Anh. No channel per cell 60, no channel per sector. Per sector. Đấy. Sao chưa 3? Cái phần B như nó ảnh hưởng này. Cái câu này tương tự. Xem lại cái. Không phải đâu, không phải tính kiểu kia đâu mà nó tính như kiểu đúng như cái kiểu mà mình bảo ấy, tức là số kênh trên một cell nó bị giảm đi mấy lần ạ. À. Đây là chia 7 này, xong rồi chia 3 này. Đây. Xem lại ở cái file mà Hoàng gửi. Đây ạ. Ờ xong rồi tìm kiếm cái chữ sector ra. Sector thì nó sẽ có một cái bài liên quan sector ấy, kéo đến cái phần mà to check the overall performance á để kiểm tra hiệu suất của đấy ấy, thì nó dưới đây nó sẽ có mà tính các kiểu này. Đây à. Ừ. Còn không biết số người dùng thì à đây, số người dùng đây. À, nó làm gì ấy? 120 sector với đường. Nó nói là ở từ tức là số kênh trên một cell sẽ giảm xuống. À, tổng số người dùng được hỗ trợ trên một cell này. Ở đây. Cái này đúng không? Có phải cái này không? Được nha. Thì sao lại gì đây? Đề là gì? Đầu tiên là L bằng 7 với anten đẳng hướng. À sao? Sử dụng anten đẳng sector hóa có 60 độ thì sẽ là tra bảng SLA và cái CM đúng không? Ừ, thì bởi vì số kênh khác nhau quá. À tra bảng SLA và CM tôi sẽ tìm được cái SLA mới đúng không? Ừ, SLA mới sau đấy nó lại chia cho cái mỗi người cường lưu lượng mỗi người. Ừ, đấy đúng rồi. Thì chắc cái giải kia là sai. Đây đúng không? Nào, cái này là để cho bằng 60 rồi đúng không? Bây giờ mình cứ chia 6 ở cái này, mặc định là chia 6 à đúng không? Phải không? Từ từ. Nó phụ thuộc N ấy. Xem nào, cái N tức này là nó tính số kênh trên mỗi cell.
n bằng 7. Rồi cách xem cách tính n nó khác gì không? Phải tính lại n không nhỉ? Đúng rồi. Ô nhưng mà mình n ở đây vẫn bằng 7 đúng không? Tức là n ở đây bằng 7. 7 này 60 sector đúng không? Đây là 60 sector đúng không? Sector 60 độ. Ừ. Sector 60 độ. N bằng 7 thì đầu tiên là mình sẽ tính số kênh trên một cell. Mình lấy đẳng hướng chia cho cái n bằng 7 ấy. Đúng không? Cô ta lẽ à. Cái 420 này là đề bài cho cả hệ thống. Đúng rồi, như mình là 60 kênh trên một cell rồi. Thì mình không cần tính cái này nữa. Mình chỉ cần là tính số kênh trên một sector. Nhưng mà tại sao lại chia 6? Mặc định là như thế thì sao? Chia 6, 6, 6 ở đây tức là 60 độ nhá. 6 phần ấy. 60 độ, 360 độ, chia 60 độ thì bằng 6 á. Từ từ bình tĩnh. Thế là 120 độ, 120 độ là chia 3 à? Ừ. Ok. Sau rồi là sẽ tính 2% blocking với PR. Rồi khi tính được đấy rồi thì mình tra bảng thôi. À với C bằng 10 và gì ta? PR bằng 0.1 ok. PR. Cậu ơi mày để lại nguyên cái file này lại lúc mà em nhìn một tí nào. File nào? Cái file giải tao nhìn một tí là tao chưa kịp load hết đấy. Sau đó là traffic support một sector là tầng này. À tức là mình dùng cái traffic support cho cái đẳng hướng đúng không? Ừ, cho cái đẳng hướng. Còn mà sector thì nó gấp 6 lên đúng không? À. À tức là số kênh thì là giảm đi 6 lần nhưng mà cái gì đó? Số người dùng á? Không, cái gì đây? Bây giờ lại cái này. Cái tổng người dùng trên một xem support cho một cái tổng số người dùng trên một xem á. Chưa kịp nhìn. Đấy, cái đấy là chính là số người dùng trên một xem á. À cái này ta bảo ép lang rồi. Ừ. Ừ. Trên một xem là nó phải nhân lên. Ô sao lại phải nhân lên nữa à? Tao cứ tưởng là lấy cái 5.048 chia cho 0.04 luôn ấy. Chẳng sao nhân 6. Không phải là 0.07. Ừ. Không nhân 6. 6 là cái 360 độ chia 60 độ đấy. Không. Tao ý tao không hiểu là vì sao lại được tra được cái traffic support, tức là tra được cái traffic support by one sector rồi đúng không? Là được 5.048 nhưng mà sao phải nhân 6 lên để chia cho cái 0.04 để tìm được cái số lượng người support này. Bởi cái này là by one sector thì tao nghĩ sẽ là sector. By one sector. Ờ đúng rồi. Mà một sector có 6 sector. Kiểu một cell nó chia làm 6 sector ấy. Ừ, đấy. Một cell chia làm 6 sector. Ừ, 60 độ mà. Thì 360 độ thì nó chia 6 đúng không? Oh. Tìm được một sector rồi phải nhân với 6 lần lên để tìm được cả một cell. Nó giống đẳng hướng rồi à? Nếu mà nó nhân lên thì thành đẳng hướng rồi. Ô cả cái nó kiểu đẳng hướng nhưng mà cái số kênh lúc mình tra bảng là nó khác nhau thì cái giá trị nó khác nhau chứ. Thôi cứ hiểu cách làm như này được ok rồi mà. Không tóc cái chỗ mà số ý là chia ra số kênh giảm nó hiểu rồi, nhưng tao không hiểu cái đoạn mà traffic support lại nhân lên 6 lần đấy. Ừ thì tức là ở kia nó đang tính là cái ulan của một sector đúng không? Ừ. À, mà tức một là cái cell này cell nó có 6 sector. Ừ. À rồi. Hiểu. À, thì mình chỉ việc nhân 6 thôi. Và khi mình đã tính được trên một cell thì mình chỉ việc lấy cái ulang đấy là cái A đấy mình chia cho cái ulang của một người đúng không? Ừ. Thì nó sẽ ra tổng số người thôi. Hoặc nếu không thì mình có thể tính ngược lại được, mình tính luôn số người dùng trên một sector xong rồi mình nhân 6 lên thì nó cũng thế. Đúng không?
để tính gì? Thế thôi, hết rồi, tính số người dùng. Ok, nhận xét về việc sử dụng sai thế hóa giảm số người dùng xong. Anh Bách làm thế nào ta? Xem nào. Không thấy. Hết rồi. Dạ. Yeah. Ok, anh Bách. Thế là không chụp phần đấy. Ok. Đi chết thì thôi nhá. Giờ không chịu nhá, đi chết ở ngày mai nhá. Đây, xem nào. Đi chết gì đây? Hệ số tái sử dụng tần số là chương mấy nhỉ? Quên mất rồi. Hệ số tái sử dụng là chương 3. Chương 3 đúng rồi. Ừ. Nó là hệ số tái sử dụng tần số là một trên n. Mà như đề của mình chỉ có 2 câu tự luận đúng không? Ừ, 2 câu thôi. Ừ, nhưng mà 2 câu đấy thì cũng chưa chắc là chắc là bài tập thôi. Chứ trên hết là lý thuyết. Trên trắc nghiệm đấy hết rồi. Hello. 40 câu trắc nghiệm không biết sống sao rồi. Nó chỉ nó giám thị quay trang không đi ạ? Ừ đúng rồi. Tự luận thì chắc có thể là sẽ kiểu giống nhau được, nhưng mà trắc nghiệm thì chắc là sẽ kiểu đảo. Hay lại là chơi sẽ... như môn khoan mà chơi cả tự luận cũng khác nhau, trắc nghiệm cũng khác nhau. Con từ nữa nhỉ? Có cái chỗ nó cho ví dụ mà sử dụng định hướng xếp tương hóa 60 độ thì mình có phải chia lại ra cái số kênh như một xe không nhỉ? Hả? À, không, chia số kênh trên một xếp tư, quên. Tức là cái chỗ mà nó cho số kênh ban đầu ấy, tức là 60 kênh trên xe ấy. Thế như bây giờ mình phải tính số kênh trên một sector đúng không? Ừ, đúng rồi. Ừ, là chia cho 6. Ừ, đúng rồi. Nếu mà nó cho cái số kênh trên một cái hệ thống ấy thì mới phải chia cho cái ấy, chia cho bảng. Ừ. À, một cái gì đây? Một cái cụm ấy. Thế không khó, không bỏ qua ai không khó lắm. Chẳng đâu là sẽ khó. Chẳng qua mình có biết làm hay không rồi đúng không? Ờ đúng rồi, hay. Cho hẳn. Nó cái câu của anh Giang là như của cái hệ số tái sử dụng tần số ấy. Hả? Đây á, bài này á. Anh Giang à? Lê Tùng Giang đúng không? Tải về đúng không? Ơ kìa. Má, tối nay cũng rủ nhiều người lắm. Nhưng mà... toàn môn hệ thống nhúng. Có ai học hệ thống nhúng không? Mình học cái trước rồi. Em mày học thầy nào đấy? Thầy Đức. À đúng rồi, trời ơi cho kinh nghiệm đi. Công kỳ trước thì được cái là thầy không cho kiểm tra, không cho thi. Thế là chỉ làm mỗi bài tập lớn thôi, easy quá. Em ơi, xuống thầy rồi. Sau kỳ này phải thi này. Ừ, biết mà. Ê, bài tập lớn có phải vẫn phải bảo vệ đúng không? Thầy có hỏi khó không? À, tùy thôi. Lúc hôm đấy bọn mình bảo vệ, tức là bảo vệ trong vòng một ngày từ sáng đến chiều, thì có một hai nhóm đầu mà thầy gắt thôi. Đến vài nhóm sau thì chắc là chán thôi, không muốn hỏi nữa gì đó. Thì chỉ thấy là thầy mở cái slide là thầy hỏi nhiệm vụ của từng người là gì. Sau cái demo hết. Thế à? Đây là kỳ trước rồi, còn kỳ này thì không biết.
Trời ơi, tao đang lo cái môn đấy mà ba tín lại, trời ơi. Ê, giữ đánh mấy tín nhỉ? Giữ đánh mấy tín chứ. Hệ thống nhúng 2 tín mà. Má. Thì đấy ảnh 2 tín, hệ thống nhúng mà 3 tín. Nhúng không? Thì Tùng hả? Nhúng nó môn tự chọn hả? À, hệ thống nhúng. Ê, sau này nghe bảo hệ thống nhúng thầy Đức cho điểm thấp lắm đúng không? Cũng bình thường không thấp lắm. Mình thì bài tập lớn không biết là những kỳ ấy như thế nào chứ kỳ vừa rồi thi điểm cũng bình thường không cao không thấp nhưng mà được cái dễ thế mà điểm cũng tầm 8 tầm 8 là khá ổn rồi. Ồ, 8 là ngon rồi, 8 là B rồi. B cộng mà. B cộng rồi, 8 là B cộng. Trời ơi, chỉ mong mua được B thôi, tại vì bây giờ cảm giác là đang rỗng không có một cái gì. Mình còn thi quý ký nữa. Nào, làm tiếp. Là thế con này giờ nghỉ nha. Chào vậy. Ăn cô gì đấy? Phần anh ra quậy số, ta xử quậy số. Đây, cái lý thuyết, lý thuyết để sao bây giờ đang tính toán mà. À, lý thuyết thì không biết là tra kiểu gì đây. Tao nghĩ là câu hỏi rất là nhiều. Tra xác suất may hay xui lắm. Tôi nghĩ là bây giờ hôm nào anh em cố gắng ngồi gần nhau rồi xong thằng nào tra được cái nào thì... Ê, nhưng mà tao nghĩ nhau. Là tao nghĩ phần trắc nghiệm hay xui lắm bởi vì là... gì ta? Bởi vì hôm nọ... Mọi người nhớ nhớ làm bài giữa kỳ không? Nghe nhớ nhớ làm bài giữa kỳ của thầy thì thầy cho trắc nghiệm thì kiểu nó không trùng nhiều lắm với mấy cái file mà kỳ trước gửi. Tôi thấy đấy. Môn nào? Môn này. Ô, giữa kỳ có trắc nghiệm mà. Ông giữa kỳ có một bài kiểm tra nhỏ nhỏ ấy. Có cái thầy thấy sẽ bắt được cái team ấy. Hôm nay ta tới muộn, ta chỉ chép cho tốc độ để nó không kịp đọc đề luôn. Tốc độ đọc đại loại là nói chung là tao cũng đã lục toàn bộ mấy cái tệp mà anh chị ký trước cái chị gửi tao rồi mà không thấy nữa, là chúng rất là ít, là toàn phải lên Google thôi, mệt lắm. Nên là xác định đi, xác định là sẽ rất là hên xui. Cái kia chắc khó lắm. 6 đi à. À, câu 1 để anh Lê Tùng Giang à. Không nhớ năm đâu, kệ đi. À, 3 phút nếu được bị chặn. Ôi, câu này dễ mà. Nào đi, tôi không chưa thể học phần này. Lưu lượng yêu cầu thì là... Lưu lượng yêu cầu là gì? Lưu lượng yêu cầu... Là A. Là A. Ừ. 500 x 3 chia 60 đúng không? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Thôi cứ làm đi. Làm cho nhớ. Lưu lượng bị chặn. À, lưu lượng bị lưu chặn. Lưu lượng bị chặn là AB. Là lấy lưu lượng yêu cầu trừ cho cái... lưu lượng chẳng bị chặn là lưu lượng được phục vụ kìa, tức là AC đấy đúng không? Ừ. À, đúng bằng... rồi. Nó không tương quan lắm. AC sẽ bằng A trừ cho cái A. AB. Ờ à, đúng rồi, thế thôi. Là 75 trừ 0,45 à? Ừ. Ờ. Tôi giải thế. Còn cái GOF thì bằng thì là... lấy B A chia cho cái A. Ừ, lấy AB mà chia cho A. GOF sẽ là AB chia cho không? Tức là lấy bao nhiêu? 4,55 mét. Lấy 0,45 mà chia cho 0,75. Ok. Tôi không gọi bị chặn. Cái này ở trong cái câu này là ví dụ ở trong đấy ấy. GOSPP là 1 đúng không? Rồi, thầy... bằng V, số gọi bị chặn. GOS, GOS. Ơ gì vậy? Lấy như nhau mà. Như nhau nó là 1 đấy. Ờ đúng rồi, nó là 1 luôn. Số gọi bị chặn là lấy GOS nhân với cả đúng không? Số cuộc gọi bị chặn mình lấy cái mình lấy A bị chặn đấy, cái lưu lượng bị chặn và chia cho cái kia cuộc gọi 3 phút gì kìa. Rồi chặn chia cho cuộc gọi 3 phút. 3 phút mà chia 60 giờ đúng không? À, 3 phút, 1 giờ 60 phút thì 30, à 3 chia 60 đúng không? Sao? Đúng rồi. Hả?
Đấy, lấy 0,45 mà chia cho 3 chia 0, à, chia 60. Chia cho 3 chia 60. Là tức chia... Như này đúng không? Tính là giờ ấy. Đúng không? Ừ. Tức là chia cho cái chia bằng mấy cuộc gọi trên giờ thôi. Ừ mà. Ok. Hay. Ê, thời gian bị nghẽn. Thời gian nghẽn. Thời gian nghẽn, thời gian nghẽn. Là cái gì? Nó bằng số cuộc gọi bị chặn nhân với lại thời gian. À. Ừ. Nhân cho nhân cho ở nhân 9 nhân cả 3 phút. 9 nhân 3 thì 60 à? Thôi cho ra giờ đi. Thôi cứ để phút được mà để thôi, giờ. Thôi cứ để 3 cũng được là bằng 2 hay 7 phút. Không. Không rồi đấy. Ok. Có gì câu 3 điểm lại cho dễ này. Trộm vía. Có gì đó là sai. Trộm vía. À, không. Dễ, đừng nói dễ. Bây trộm giờ. Gì. Trộm vía đi, mai để khó ẻ. Không, khóc. Đâu, ngày kia. Mai bên kia chiêu. Chiều mai thì mình dạy rất là hay, rất mai. Là nhiệt tình, dạy bà rất là dễ hiểu. Ai? Thầy Vinh. Tao toàn ngủ về, tao toàn ngủ ấy. Không mà hiểu không? Phải khen thầy trước khi thi thì điểm nó mới cao được. Tao học kinh nghiệm từ các bạn tao ấy. Xin vía thầy, xin vía thầy. Xin vía, xin vía. Thầy tao, tao hết hồn ấy. Bữa hôm đang học trí tuệ nhân tạo AI thầy Cường. Thầy thì khó bỏ xứ ấy. Tự nhiên nó vào nhắn tin thầy rất là dễ và rất là hay, rất là mình đang bị sốc mình ừ mình bảo học thầy stress mà học còn khó và báo khen thầy như này chắc là học kinh lắm. Một hồi nó bảo là thầy Cường cũng bình thường mà làm gì có đâu. Không thầy mày mày học kỳ nào? Không, tao học môn môn khác của thầy cơ. À, không biết học AI, nói chung là tao học đợt học online căng thẳng lắm. Kiểu như sáng nào thầy cũng kiểu như cấp 3 ấy. Sáng mới vào lớp là thầy sẽ gọi hỏi bài cũ, xong không trả lời được cho không điểm. Rồi xong... kiểu này cũng thế. Kiểu như rồi. Học áp lực. Tôi học AI đây, AI trong giờ học thầy cũng hỏi. Mà hỏi kiến thức bài cũ mà không trả lời được thầy cũng cho không điểm nha. Vậy, áp lực vậy. Kiến thức thì khó hiểu thế. Áp lực lắm. AI toàn khó ỉa ra. Khoa kỳ này thấy ít dạy mà, toàn mấy ông gần như là toàn cho người dạy thay thôi. Cười ông mấy cái mấy cái đợt đầu ấy, thì thầy điểm danh ấy, xong mấy đợt sau thì thầy không điểm danh mà đến vừa mới chưa ngồi ấm chỗ đã tinh assignment phát. Thế à? Còn tao không. Còn tao là mà. Đúng 6:45 là vào điểm danh ngay. Mà thầy kiểu như không? Kiểu như đứa nào vào điểm danh muộn đấy là kiểu gì thầy cũng bắt trả lời câu hỏi xong. Đúng rồi, trả lời được thì thầy mới tích cho, mà không trả lời được là vẫn tính là nghỉ một buổi. Đấy thế. Nhưng mà cái đợt sau ấy thì kiểu đợt nửa cuối kỳ ấy thầy ít đi dạy lắm, thầy toàn để cho mấy ông trợ giảng dạy. À. Mà mấy ông trợ giảng ấy thì ông ấy cứ ở nhà ông giao assignment thôi, mình đấy mình làm, đến giờ nộp assignment thì ông mới đến lớp ông mới giảng. Thế à? Ừ. Tùy ông ấy, nhiều ông cũng nhiệt tình hết. Cười ông bỏ vẻ. Mình trả lời này. Xong rồi ông cứ bảo là ừ, tiếp đi, kiểu ông không bảo đúng hay sai. Ông cứ bảo mình tiếp đi. Mình tránh cái mình đúng hay sai. Tao làm nếu mình sai hóa ra mình bốc phét cho mặt ông. Em xem có bài nào nữa không? Làm nốt không thì để tự đứa nào ôn cái phần đi. Lý thuyết tao còn chưa ôn tí gì của chương 4, chương 5 ấy. Ai ôn gì đâu, mình cứ đọc qua, mình lướt ấy, mình chẳng hiểu gì. Thôi chắc là đủ bài rồi đấy, chứ mà bây giờ kiếm đâu bài nữa nhỉ? Tự tin 4 điểm nhỉ? Tự tin 4 điểm. Tự tin 4 điểm, cảm giác trong tay. Chính là cái phần tự luận này còn không lo một phần trách nhiệm. Ừ, tất nhiên. Tự luận nó còn có dạng bài thì trắc nghiệm làm gì có. Mà trắc nghiệm mà cái kiểu cho dở tài liệu thì kiểu gì cũng khó rồi, không có kiểu mà dở ra là có ngay đâu. Để bảo là không được sử dụng điện thoại chắc là được sử dụng máy tính đúng không?
Ôi, hôm thi qua ấy, tài liệu dở tài liệu ra cùng có làm đâu. Thì trắc nghiệm có ai? Có ai thi môn, ê, có ai thi môn kiến trúc máy tính không ạ? Có. Thi vừa rồi đấy. Vừa xong cơ. Đấy trời, tài liệu làm gì ra tao chả được tài liệu không? Môn này nhìn chẳng biết làm câu nào là được đúng 4 năm câu, ngồi hỏi từ đầu đến cuối. Tao ngồi hoang mang lắm ấy. Tao bảo sao câu nào cũng thấy kiểu như dài mà trời ơi, khó không biết làm. Toàn chương 5 thôi. Ừ, mà đúng lúc ngồi cuối mình còn... Kiến trúc máy tính được dùng điện thoại. Được, anh sẽ được dùng điện thoại, chỉ có tài liệu in thôi. Tài liệu in. Nhưng mà có ông trong phòng thi, ông nhắn hỏi tôi. Phòng tôi còn mấy thằng bị đánh câu hỏi rồi. Thế á, môn nào? Kiến trúc đi. Bị kiểu như thầy cô đánh là trao đổi bài á? Đúng rồi. Trời ơi. Thì khó thế chả trao đổi. Lớp mình cũng trao đổi nhưng mà kiểu như thầy cô cũng gắt nhưng mà kiểu như không đến mức là bạn thi ở phòng bài 312 à? Phòng ở giữa, tôi không nhớ cái phòng gì, phòng ở giữa TC mà đúng không? Ờ đúng rồi, TC mà cái phòng ở giữa ấy, dãy ở giữa. À dãy giữa thì là nước Pháp à? Ba linh mấy nhỉ? Ba linh bảy. Kỳ này nó có mấy lớp kiến trúc nhỉ? Nhiều lớp không? Nhiều á. Bình thường nó có 2 lớp rồi nhỉ? Không phải nhiều thế à? Hình như 2 hay là 3 lớp gì đấy ấy. Không nghĩ. 2 lớp cô hệ, 1 lớp thầy Thắng à? Hay là thầy gì nhỉ? Thầy Tiến. Tao học kiến trúc là cô hệ. Thế là bạn học à, mã lớp 388 à? Chả nhớ 388, hình như 388 hay 87 gì đấy, không nhớ. Thế bạn 388, mình 389. Ờ, được nhau cả trước cả sau. Cũng cô hệ đúng không? Ừ, còn một lớp là thầy Tiến dạy. À, thế nào cô hệ? Thế là kiếp sau. À, không biết gì nào. Chết rồi, tao còn không nộp đủ assignment cơ. Ê. Thế rồi. Assignment á? Bị nộp thiếu một cái assignment. Mấy cái bài mà kiểu như cô gửi mà phải nộp bài vào phần comment ấy. Cô tính điểm không nhỉ? À không, cái đấy chắc không đâu. Ờ. Cô cứ hơi đâu, cô đi kiểm tra từng thằng một. Cái đấy chỉ chắc là chỉ kiểm tra cái assignment thôi. Em bữa hôm mày có làm bài tập lớn không? Không. Làm đến không. Cuối rồi, làm đến cuối chỉ còn một bước nữa để ra kết quả thôi mà cứ lỗi thôi, chán chẳng muốn làm. Trời ơi, thế mà không nộp kiểu gì nộp cũng được 1-2 điểm. Ừ, đúng rồi. Giống như kiểu như đợt trước tao làm bài tập lớn môn gì của thầy Thắng nhỉ? Điện tử số à? Mình điện tử làm... số mà có bài tập lớn á? Ơ, ừ, đúng nhỉ? Điện tử số đúng rồi. Từ số thi cả giữa kỳ đến cuối kỳ mà ta. Vẫn có bài tập lớn để cộng điểm. À, ừ. Ừ. Nhưng mà ai làm mày ấy thôi. Đúng rồi, thường. Tao cứ làm lung tung hết cả lên. Nhưng mà sao vẫn được cộng điểm. Cái đấy không bắt buộc. Ừ. Hình như thầy ừ. cộng. Thầy cộng cho 1 điểm hay 2 điểm gì đấy. Nên cho là có làm thì có điểm. Được. Ý là mình tự làm là được, chứ đừng copy ở đâu vào là được. Ừ, thì copy không vào là chết chứ còn gì nữa. Thì như ông nào code còn để nguyên tên tác giả vào đấy. Kiểu code này thuộc về ai? Nó có một câu rồi. Lại copyright hay là... À, đấy, copyright đấy. À, không xóa đi. Thế xong thầy... Không biết xong thầy làm gì nào. Thế Thắng sẽ tính mà... Phải có đợt tôi học ọp có mấy ông ngáo ấy. Xong trong lớp nói chuyện thầy đuổi con mẹ về. Kéo tôi học. À, thầy gắt vã. Thầy đuổi về nhá. Bọn ông... Thầy nhìn thấy bọn ấy phải đứng lên đi về, xong rồi ký giấy, lên ký giấy, thầy mới dạy tiếp, không thì không dạy tiếp. Thầy kiểu thấy dỗi ấy, còn chứ mày kéo dạy cơ. À thầy điểm danh còn kiểu rất là kỹ tính luôn, kiểu viết tên, các kiểu, thầy đếm từng người luôn, đếm số lượng luôn. Sao thầy... À, thế thì chưa đủ tình, thế thì chưa đủ tình để so sánh với thầy gì dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ấy nhỉ? Tao nhớ học được. Với thầy gì ấy,
thầy mang một con dấu như mà đóng dấu con truyện ấy đến buổi học ấy, đúng giờ luôn, ví dụ 7 giờ vào học nha, là mỗi đứa một tờ giấy để thầy đi một vòng, thầy yêu cầu phải đóng dấu, phải đóng vào từng đứa một thế này. Và xong ghi tên vào đấy, cuối buổi nộp lại phải có dấu đỏ của thầy ấy, kinh quá. Thầy gì? Có đâu thầy gì mà ám ảnh một cái môn mà tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, bảo là thầy mà coi thi là đứa nào không học là coi như tạch. Trường là mình có cái đấy hả? Thầy trường đúng rồi, có đâu học kỳ thầy dạy mà thầy cầm một cái con dấu đỏ này. Không, mình học kỳ hè cơ, nhưng mà như là thầy chỉ điểm danh không, gọi tên thôi. Thế à? Không, thì tao học kinh lắm. Tao học kỳ nào đấy? Học kỳ hè năm 2 vậy, kỳ hè năm 2 vậy. Không, có trích đó, học kỳ nào? Tao không nhớ kỳ nào, nhưng mà tao nhớ là tao cũng học kỳ hè sao nhỉ? Hay là kỳ chính nhỉ? Không nhớ. Thế kỳ hè thầy đúng hình như là vào lúc 7 giờ, đứa nào đi muộn 7 giờ 5 phút là thôi, coi như là không đi. Trong kỳ hè thì có, kỳ hè thì có lúc 7 giờ nhỉ? Ý tao không nhớ là mấy giờ, ý là vào muộn 5 phút là thầy... Ừ đúng, vào muộn 5 phút là không, tức là cứ qua cái tên mình xong là vào lớp là... À đúng rồi, là không tính nữa, không có xin xỏ gì nữa. Thì đấy đúng cái hôm... mà ông thầy này hãm cực, kiểu như nó làm cái quyển gì nhỉ, cái quyển bài tập mà bài tập lớn giữa kỳ ấy, tự luận gì đấy tao không nhớ tên gọi gì, ý là nó ghi tên của một đứa trong nhóm ấy, kiểu như dấu sắc thành dấu huyền mà nó không để ý ấy. Xong rồi ông thầy nhà thầy không chấp nhận luôn, không chấp nhận, bảo là một là cái em bị sai tên này là không điểm, hai là cả nhóm mỗi người đều bị trừ bao nhiêu điểm đấy, khó đâu, tính. Đúng rồi, đấy là do lỗi người đó phục kiểm tra lại. Khiếp thật ý, thầy kinh. Cái thầy đấy trước tôi cũng nghe review là dạy kiểu ác liệt lắm ấy, thế đợt thì như đợt kỳ 2 năm 2 là mà cái đợt mà mình được phép đăng ký môn học ấy. Thế đợt tôi đăng ký thì buổi đầu tiên tôi đi học đúng thầy trường luôn, kiểu thầy đến nhá, thầy giới thiệu luôn, thầy bảo tôi là học lớp tôi sẽ rất là khó, rồi các anh chị nên về hủy lớp các kiểu ấy. Thế tôi cũng nghe thầy, tôi về tôi hủy lớp luôn. Hôm này được đấy. Thế kỳ sau tôi học lại, học kiểu kỳ sau học lớp khác ấy. Thế học không phải học thầy đấy nữa. Thế tôi chỉ học đúng một buổi, cái hôm cái đợt học offline mà vẫn kiểu mà có 3 buổi ấy, hay là 3 tuần ấy để điều chỉnh ấy. Đến nhìn mặt thầy thì thầy bảo là luôn là các em về hủy lớp đi các kiểu. Thôi thì bảo về hủy. Nhưng mà nói thế thôi chứ thầy cũng chỉ nói thôi chứ bình thường nếu như mình cứ làm đúng như lời thầy điểm khá cao á. Tao không biết. Nhưng mà kiểu tâm lý của mình là đi học với cái môn này kiểu nó kiểu đi chơi các kiểu thôi chứ bảo là giờ ngồi, tức là ngồi học ấy thì chú ý thôi, đừng nói chuyện là được chứ không phải là gì. Không, thầy bắt làm, hôm đó đi học ấy là buổi học nào cũng bắt ra 2 câu sau đấy làm một giấy rồi nộp lại. Ok, chịu nhá. Hôm nào thầy không dạy gì đâu, tao nhớ là hôm tao đi học thầy không dạy đâu. Hôm nào thầy cũng ra 2 câu rồi xong làm một giấy chép la liệt vào giấy chép dài dằng dặc ra để nộp lại cho thầy. Cứ hôm nào cũng thế. Tôi môn tư tưởng tôi nhớ có một thầy mà không phải thầy trường đâu, cũng một thầy kiểu hơi hoang hoái đầu một tí, mà thầy dạy tôi đúng một buổi mà của cái cô lớp tôi, xong rồi kiểu nhờ thầy dạy nhờ ấy, thầy dạy thay ấy, mà thầy dạy cuốn vãi, thầy cả lớp tất cả học sinh đều kiểu ngồi nghe luôn chứ không phải là ngồi nghe ngủ đâu. Thầy ngồi kể chuyện các kiểu cuốn vãi trưởng. Ừ, thầy bị hỏi đúng không, biết rồi thầy nói hay thật đấy. Ừ, kiểu cuốn vãi. Thầy nào dạy gì, thầy mình gì? Không, thầy bị hỏi, thầy nói hay thật, thầy giảng hay. Tao công nhận, ngồi nghe thầy nói thôi. Hình như thầy kiện hay sao? Kiểu không phải giảng mà kiểu dạng kiểu thầy kể chuyện ấy. Chứ không phải kiểu như những thầy cô khác. Kiểu không, nhưng mà mấy cái môn kiểu chính trị ấy, kiểu giáo viên mà biết dạy ấy là hay.